Rồi em chào mấy chị nha. Rồi em sale cái mẫu áo lẻ em đang mặc mấy chị ha, vô like rồi chấm like lên cho em nha. Chấm like hả, tim lên giùm em mấy chị. Không chị, mỗi em mặc là áo bông. Áo bông thì không có trắng đâu chị. Chị Dạ Thảo, với lại chị Dạ Thảo nhắn tin địa chỉ qua lại giùm em, lâu quá địa chỉ nó không còn luôn mà gọi chị không có nghe máy. Chị Phạm Thảo, nhắn tin cái địa chỉ của chị qua giùm em nha, để em gửi cái áo trắng kia cho chị ha, gọi chị không nghe máy á. Rồi vô like chấm like hả, tim lên cho em mấy chị. Áo đang mặc 90, đang xem mấy chị là 70k trên áo nha. Rồi xả luôn mấy chị mẫu áo 33, áo 33 lẻ cổ vuông 90 em sale trên like này cho mấy chị 70k một áo. Chấm like hả, tim lên giùm em đi mọi người. Đẩy view lên mấy chị ơi. Đồng giá 70k một áo nha. Em chào chị Trần Thị Bình. Hello chị Thanh Thúy. Em chào chị Dung Trần Kim nha. Rồi chấm like tim lên cho em với chị. Rồi ok chị Dạ Thảo. Ok chị nha. Rồi cái mẫu em đang mặc mấy chị áo và ba bông cổ vuông 90k trên like này em xảo cho mấy chị còn 70k một áo. Bông em đang mặc là lên cho em mã hồng phấn nha mọi người. Em chào chị Anh Thư. Hồng phấn là giờ em còn được cho mấy chị size 1, size 2, size 3 và size 5 nha mọi người nha. Rồi áo hồng phấn giùm em nha. Bông đang mặc là 90 em xả mấy chị còn 70k một áo. Rồi chốt lên cho em mã bông hồng phấn mấy chị. Áo lẻ đúng rồi, áo lẻ phố màu đen trắng nha. Em chào chị Hồ Vân. Em chào chị Kim nha. Rồi lên em mã hồng phấn em còn size 1235. 1235 giùm em mấy chị. Em đang mặc là áo bông á chị, không phải áo màu. Áo bông cổ vuông ha. Rồi lên em mã hồng phấn size 1235 giùm em mã hồng phấn. Chấm like hả, tim giúp em nha. Rồi cái này mấy chị lên cho em là mã bông đỏ đen. Mã bông đỏ đen em còn size 123. Mã bông đỏ đen em còn 1235 nha mấy chị. Rồi áo bông đỏ đen cho em nè. Áo mặc mã hồng phấn, đồng giá 70k một áo ha. Rồi mã hồng phấn em quên. Mã bông đỏ đen em còn 1235. Mã hồng phấn cũng còn 1235 luôn. Rồi áo đang mặc chốt hồng phấn, mã hồng phấn cho em nha. Size 1235 mã hồng phấn. Đơn hồi trưa hình như gọi chốt đơn hết rồi chị. Mình có nghe máy không? 50kg mét 65 thì mặc số 1 giùm em nha chị. Rồi lên cho em mã bông đỏ đen nè. Chấm like hả, tim giùm em. Rồi mã bông đỏ đen cho em nha. Áo 90 em đang sale đồng giá cho mấy chị là 70k một áo. Rồi mã bông đỏ đen em còn 1235. Bông đỏ đen size 1235 giùm em. Chốt em mã bông đỏ đen size 1235 mấy chị ha. Em đang mặc là em 44kg mét 55 nha chị. Rồi chốt đỏ đen cho em, mã đỏ đen em còn 1235 mã đỏ đen giùm em. Lên tiếp cho em mã bông xanh biển. Mã bông xanh ngọc mấy chị, áo này lên mã bông xanh ngọc. Chị ơi áo nào chị cũng mặc số 1 hết nha.
chốt cái bông nào chị cứ bấm mã bông kèm size 1 giùm em. Tức là cái mẫu này chị mặc size số 1 chứ không phải áo này size 1 và áo kia size mấy đâu nha. Áo nào cũng mặc size 1 hết á. Rồi em ra cho mấy chị mã xanh biển, à, xanh ngọc nè. Áo em mặc lên cho em là đỏ đen kèm size 1, 2, 3. Đỏ đen em còn 1, 2, 3, 5. Rồi mã bông xanh ngọc cho em size 1, 2, 3, 4. Mã bông xanh ngọc size 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 6 hết size số 5. Rồi lên cho em mã xanh ngọc size 1, 2, 3, 4, 6. Xanh ngọc 1, 2, 3, 4, 6 giùm em nha. Rồi chốt xanh ngọc lên mã xanh ngọc cho em mấy chị. Xanh ngọc em còn size cho mình là 1, 2, 3, 4, 6. Lên cho em mã bông xanh ngọc size 1, 2, 3, 4, 6 cho em nha. Em chào chị Hạnh Nguyễn. Chấm like lên mấy chị bên phở bò. Mấy chị có thấy em không? Xem không thấy một comment nào bên phở bò vậy mọi người. Bà DH ơi, bà mua cho ai mà bà hỏi lúc thì 55kg, lúc thì 60, lúc thì 50kg vậy chị? Mua cho ai thì chuẩn sai mà em đừng có chịu hao nha. Mới 50kg mét 65, bây giờ lên 55kg mét 65 rồi. Xanh ngọc 6 chốt chị Tuyết Hằng, đồng giá 70k một áo đó chị. Mua hàng mà cái size cũng không chuẩn nữa, ai bán chị? Rồi, xanh ngọc 6 chị Tuyết Hằng. Em chào chị Kim Thoa. Bà là like nào bà cũng vô bà hỏi mặc size nào hết trơn á. Rồi xong hỏi từ lưa hết trơn á, từ lưa số ký. Cài khách tào lao vô để sao hỏi khỏi trả lời mất thời gian. Em chào chị Thu. Ủa chị Thu, cái này chị mua cho ai hả? Chị mua cho ai sao mà chị lấy size 5? Size 5 này là 70kg đổ lại thôi nha chị Thu nha. Áo mặc lên cho em là mã bông xanh ngọc. Hello chị Nguyên Lê, cảm ơn chị Nguyên Lê nha. Rồi chị Thu, em hỏi lại nè, bông đỏ đen là bây giờ chị chốt size nào, em cứ chốt size đó hay sao chị? Bà ba của team áo lẻ bông em hết rồi nha. Rồi bông em mặc lên cho em là mã bông xanh ngọc size 1, 2, 3, 4, 6. Xanh ngọc 1, 2, 3, 4, 6 thì nè. Em chào chị Bông Huệ. Rồi lên tiếp cho em mã bông họa tiết cam. Họa tiết cam kèm size cho em. Mua cho bạn rồi, ok chị Thu. Em chốt chị một đỏ đen size số 5. Rồi lên cho em mã họa tiết cam nha mấy chị nha. Họa tiết cam kèm size cho em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi họa tiết cam 1, 2, 3, 4, 5, 6 giùm em nha. Hello Tân Phạm. Rồi lên mã họa tiết cam giùm em mấy chị. Họa tiết cam size 1, 2, 3, 4, 5, 6 lên cho em mã họa tiết cam. Rồi chú em còn hai bộ này em like bị sót nè. Rồi hai bộ này em xả 90k một bộ cho mấy chị nha. Rồi một bộ và ba bông quần ống rộng xéo size số 3. Chốt cho em mã sọc cam size 3 54-58kg vừa. Rồi sọc cam size số 3 bộ này bán với chị 90. Sọc cam size số 3 còn bộ em bán với chị 90k. Chốt em mã sọc cam size 3 90k giùm em nha. Rồi bộ này lên cho em là mã họa tiết hồng cổ nữ hoàng size số 5. Ok chị Thu, ý là bây giờ chị chốt size nào thì em cứ chốt cái đó em khỏi hỏi ha. Rồi lên cho em là mã họa tiết hồng size số 5 cổ nữ hoàng, một bộ size số 5 90k cho em luôn, giá quần ống rộng xéo nha. Sọc cam 3 cho chị Diễm Trần. Diễm Trần chốt đơn chưa vậy chị ha? Diễm Trần chốt đơn chưa? 90 chứ không phải 99 ha chị, 90 nha. Rồi một bộ họa tiết hồng size số 5 cổ nữ hoàng cho em 90k. Áo đang mặc là 90, em sale đồng giá 70 một áo nha. Rồi áo mặc lên cho em mã họa tiết cam size 1 size 26 nha. Đơn có mình chốt đơn chưa vậy chị Diễm Trần ơi? Để biết cho dùng đơn nha chị nha. Em chào chị Phạm Huệ. Rồi họa tiết cam size 1 tới size 6 mấy chị. Họa tiết cam kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lên tiếp cho em mã bông xanh coban nha. Rồi bông xanh coban cho em size 1 cho tới size 6.
Em không có điện đâu, nhân viên điện em đâu có khi nào mà gọi điện chốt đơn đâu. Em chỉ like thôi, chốt đơn là có hai nhân viên chốt nghe mấy chị ha. Rồi lên cho em mẫu bông xanh cô ba. Gửi rồi chị Kim Cương, gửi hàng đi rồi chị. Cam sáu em chốt cho chị Thu. Rồi lên cho em mã bông xanh coban đi mấy chị ha. Xanh coban kèm size cho em từ 1 tới 6. Họa tiết cam sáu chốt cho chị Thu. Không chị, áo đỏ đen em còn được 1, 2, 3. Rồi lên cho em mã xanh coban đi mấy chị. Bông xanh coban size 1 tới size 6 ha. Rồi bông xanh coban 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì em áo 70. Áo 90 em sale 70 ha. Rồi lên giùm em mã lá đỏ nè. Áo mặc cho em mã xanh coban đi mấy chị. Tại vì chốt rồi là mà chị không có nói dồn đơn không, không nói là mấy đứa nó gói hàng đi rồi là em không biết cái cho dồn được á. Nha, còn nếu mà có dặn thì mới dồn được. Coban 6 em chốt cho chị Tiết Hằng. Bảy mươi ký cao nhiêu vậy chị Như Ý ơi, cho em cái chiều cao. Áo này mặc số 4 thì chị Thu Trần. 70 ký, 1m7 là mặc được size số 4 á Như Ý, nhưng mà 1m7 là mặc cái áo không được dài nha, cái áo sẽ ngắn hơn mình so với người khác á. Quần đen giả váy chưa chỉnh Thư ơi. Rồi áo em mặc lên cho em mã bông xanh coban size 1 tới size số 6 giùm em nha. Rồi lên cho em mã lá đỏ. Lá đỏ lá đỏ đủ size cho em từ 1 tới 6 luôn. Chốt em mã lá đỏ. Lưng thun nha chị ơi, vải thun, quần thun, áo thun, lưng thun luôn. Tất cả là thun hết, không có dây kéo gì hết nha. Không có là nút giả, quên, không có nút gài, nút gì hết nha. Chồng vô như vậy thôi. Rồi lên cho em mã bông lá đỏ đi mấy chị. Lá đỏ size 1 tới size số 6 nha mẹ. Rồi chốt bông lá đỏ cho em mã bông lá đỏ. Kèm size cho em từ 1 tới 6. Áo 90 em đang sale đồng giá là 70k một áo. Quần đen quần trắng là 75 một quần mấy chị ha. Quần là không có sale. Quần nó không có mẫu nên quần nó chẳng bao giờ sale ha. Rồi em lên cho mấy chị mã xanh xanh đậm, xanh đen á. Lên mã bông xanh đen cho em nè. Cái này áo lẻ em không có báo bộ nha chị. Áo 70, quần 75. Chị có lấy bao nhiêu áo, bao nhiêu quần thì cộng lại cho em nha. Rồi chốt em mã lá đỏ size 1 cho tới size số 6. Rồi áo này lên mã xanh đậm giùm em luôn. Xanh đậm kèm size cho em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cho em mã bông xanh đậm. Xanh đậm 1, 2, 3, 4, 5, 6 ha. Rồi lên mã xanh đậm cho em nha. Size 1 cho tới size số 6 mã bông xanh đậm chị. Cổ tim hết rồi chị ơi, cổ tim em còn cái mẫu này nè. Cái mẫu này không có sale ha. Mẫu đó 95 ngàn một áo. Rồi cho em mã xanh đậm size 1 tới size 6 cho em ha. Xanh đậm kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi em lên hai bông nữa là em qua mẫu bộ bông tiếp cho mấy chị nha. Áo này chốt lên cho em mã bi cam. Lá đỏ 5. Lá đỏ 5 cho chị Trần Mai. Lá đỏ 5 rồi cho chị Trần Mai. Chấm like tim đây em chị. Mặc số 4 chị Thu Trần ơi. Mẫu áo bông này mặc số 4 cho em nha. Rồi lên cho em mã bi cam. Bi cam kèm size cho em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chốt lên mã bi cam. Bi cam kèm size cho em từ 1 tới 6. Rồi bi cam cho em mấy chị. Size 1, 2, 3, 4, 5, 6 ha. Lên mã bi cam cho em mấy chị. Áo 90 em đang sale 70 nha chị Tí Bánh ơi.
Một bộ không đi đơn nguyên mai, một bộ sale không đi đơn. Rồi chị Nguyễn Diệp ơi, xanh đậm size mấy rồi chị Nguyễn Diệp? Lên cái size giùm em chị. Đợi em chút nha mấy chị nha. Không có quần đen đứng chị My An ơi, em có quần đen ống rộng hoặc là ống rộng xéo thôi à. Rồi xanh đậm số 5 em chốt chị Nguyễn Diệp. Xanh đậm 5 cho chị Nguyễn Diệp. Bao nhiêu mặt đó em bảo là mặt đi cam với chị, đi cam thì em nha. Xanh đậm 2 chị Kim Thoa. Chị Kim Thoa mẫu này size số 2 là 52 kg đổ lại thôi á. Chị bao nhiêu ký, bao nhiêu chị? Cái mẫu áo bông form này nó nhỏ. Đi cam 6 em chốt chị Tiết Hằng. Rồi đi cam 6 chị Tiết Hằng. Xanh lá xoay 5 như ý lên số alo giùm em, như ý. Như ý cho em số alo thôi. Một áo màu xanh coban số 4. Bông xanh coban nha chị Thị Canh Canh thôi. Chị bao nhiêu ký, cao nhiêu vậy chị ha? Trần Văn Khang gọi không có chốt đơn, không có nghe máy, không có chốt được nha chị. Như ý lên số alo đi Như ý ơi. Rồi áo mặc lên mã bi cam giùm em nha. Bi cam kèm size cho em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Áo 90 em đang sale đồng giá nha mấy chị là 70k một áo. Rồi lên cho em mã bông đỏ đô. Mã bông đỏ đô giùm em nha. Đỏ đô là giờ em còn được 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5, 6 hết size số 4 nha mấy chị. Rồi chốt mã đỏ đô cho em. Gọi không được xả đơn rồi chị. Hồi giờ. Không chị ơi, nó tùy mẫu nữa. Có mẫu lên form to, mẫu lên form nhỏ nữa. Chị lên lại chiều cao cân nặng giùm em, em coi thử phải chuẩn size số 2 chưa. Thôi mất công chập nha chị. Tại vì mẫu này size số 2 52kg đổ lại. Nếu chị thấy vừa thì chị cứ bấm ok giùm em. Còn không thì chị phải phản hồi lại cho em để em biết. Ờ, hồi giờ size 2 thì bây giờ cái bông này đã đạp chị mang mặt size 2 bao giờ chưa. Nếu rồi thì chị cứ kêu là ok, cứ lấy size 2 chị đi làm chốt. Tại vì lâu rồi mình không có mua lại, em sợ là nó chập nha. Rồi chị Lam HK mặc cho em size số 5 nha chị. Bông em mặc lên cho em mã bông mã bông đỏ đô giùm em còn được 1, 2, 3, 5, 6. Bông đỏ đô size 1, 2, 3, 5, 6 giùm em nha. Đỏ đô xanh đậm xám chốt chị Tiết Hằng. Đỏ đô. Rồi xanh đậm. Tại như cái mẫu bình thường, form bình thường size số 2 được 55kg, nhưng cái form này size số 2 được có 52kg thôi. Nên em phải hỏi lại. Vì hàng sale rồi là em không có bao đổi trả nữa nha mấy chị. Rồi cho chị Tiết Hằng hai áo. Không có dao đâu nguyên mai, chưa trên live chị có nói mà. Một bộ hàng sale 90k không có video. Chị Nguyễn Diệp 75kg, mét 67, số 5 vừa nha chị. Nhưng mà hơi ôm chị nha, hơi ôm. Đơn chị Nguyễn Thảo. Hồi chiều nay em không biết đi chưa nữa, không biết mấy đứa gói chưa nữa chị. Đỏ đơ 6 cho chị Thu. Chốt rồi mà không biết gói chưa nữa chị Thảo ơi. Tại em không gói hàng á. Em biết gói tới đơn chị chưa. Rồi cho chị Thu một đỏ đơ 6. Ờ à, em lên cho mấy chị tiếp cái bông, còn bông nữa nè. Bông này chốt cho em mã lá cam. Bông này siêu đẹp luôn nhưng mà nó còn mấy cái. Lá cam em còn được size 2 với size 6 thôi mấy chị. Rồi bông lá cam là size số 2 với size số 6. Đây, bông em mặc là đỏ đô nha. Chị Kim thôi em hỏi mà chị không lên lại cho em cái chiều cao cân nặng thì em chưa có chốt cho chị đâu á.
Bông đỏ, đỏ đô bông số 2 chốt chị Hồng Thủy. Rồi mẫu em đang mặc size số 2 là 46 kg cho tới 52 kg vừa thôi nha. Mấy chị nha, để ý cái size giùm em ha. Đỏ đô 5 em chốt chị Nguyễn Diệp. Bông em mặc bên lại đỏ đô giùm em. Áo đang mặc 90 em sale đồng giá 70k một áo. Là giá sale này em Huyền ơi. Sale sale sale. 65 kg cao nhiêu vậy chị Như Ý? Cho em cái chiều cao nha. Rồi xin lại chị Kim thôi, cứ mặc số 2 rồi em chốt số 2 là chọc chị tự xử lý giúp em nha. Xin đậm 2 em chốt chị Kim thôi. 57 kg cao như chị Việt Hậu ơi. Cho em chiều cao. Đỏ đô chị Lệ Quyên cho em chiều cao cân nặng đến cái size nha. Lệ Quyên cho em chiều cao cân nặng. Em chào chị Hình Lan. Chốt hàng cho em chiều cao cân nặng với chị Nguyễn Hậu lên cho em cái chiều cao luôn chị nha. Mẫu em đang mặc là áo và ba bông cổ vuông. Tay lỡ, tay tay bồng nha mấy chị. Rồi chị Như Ý mặc size 5 giùm em chị. Nguyên Hậu mặc cho em size số 3 nha. Nguyên Hậu mặc cho em size số 3. Lệ Quyên ơi, Lệ Quyên chốt áo đỏ đô cho em chiều cao cân nặng đi chị. Đơn chị Trần Văn Khang xả đơn rồi, gọi không có nghe máy bên em xả đơn rồi. Bây giờ chị chốt thì chốt lại lên số điện thoại lại giùm em nha. Có khi chị lên sai số hay gì, gọi không có được chị. Đỏ đưa hai em chốt chị Kim Thoa. Gọi hoài không có nghe máy mà cứ chiều không chốt đơn không à. Lệ Quyên chốt hàng không cho cái chiều cao cân nặng không có chốt đơn được chị nha. Rồi em lên cái bông này. Bông em mặc lên mã đỏ đô giùm em. Đỏ đô em còn được 1, 2, 3 1, 2, 3, 5. Rồi đỏ đô 1, 2, 3, 5 mấy chị ha. Rồi cái bông này lên cho em là mã lá cam. Lá cam em còn size số 2 với size số 5 thôi. Rồi chốt lá cam cho em, mã lá cam em còn được size 2 và size 5. Lá cam size 2, size 5 mấy chị. Rồi lá cam giùm em size 2, size 5. Chốt lên giùm em mã lá cam nha. Rồi lá cam em còn được 2 với 5. Họa tiết cam là áo này. Họa tiết cam là áo này ha. Rồi áo em mặc lên trên mã lá cam size 2 size 5. Em đang mặc là em 44 kg 1m55 nha chị. Rồi cái này là lên mã lá cam cho em nè. Đây ha, còn cái em mặc ấy nó nhầm cái em mặc là lá cam, còn cái này là họa tiết cam cho em nha. Rồi em mặc lại cái họa tiết cam, đưa bông lại một lượt cho mấy chị rồi em qua mẫu. Chấm like hả tim giúp em mấy chị ha. Đây họ tiết cam đây size 1 cho tới size số 6 cho em. Bi cam số 3 quần đen ống xéo. Rồi ok chị giàu danh. Một bi cam số 3 một quần đen ống xéo. Rồi ok chị giàu danh. Chấm like hả tim giúp em mấy chị ơi. Rồi áo em mặc lên cho em là mã họ tiết cam. Đơn của em gửi rồi đó Hiền. Đơn của em gửi rồi. Bộ áo đỏ đô size 2 em chốt cho chị Lệ Quyên. Rồi hàng sale đi đơn từ hai áo giùm em mấy chị nha. Rồi em đưa bông lại mấy chị lượt em qua mẫu nè. Bông em đang mặc lên cho em mã họa tiết cam size 1 tới size số 6. Rồi bông này lên giùm em là mã bông xanh đậm size 1 tới size 6 giùm em luôn. Mã bông xanh đậm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chốt em mã bông xanh đậm giùm em nha. Vải thun lỗ nha chị. Rồi lá đỏ cho em nè. Áo này lên cho em mã lá đỏ. Lá đỏ kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Phí ship đồng giá 25.000 trên một đơn giùm em đó chị ha. Rồi chốt cho em mã bông lá đỏ. Lá đỏ kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá đỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đỏ đô 6 em hết rồi chị. Size 6 em còn được 4 bông này. Và ba nguyên bộ cùng màu là em có cái mẫu này nè chị. Đó áo quần cùng màu. Vi tường, vĩ tường ơi 66 là em còn mã bông xanh đậm nè. Mã bông lá cam nè. Mã bông bi cam. Mã bông họa tiết như em đang mặc. Chứ lại mã bông lá đỏ chị 66 còn 5 bông. Áo 90 em đang sale bằng giá 70k một áo nha. Quần 75k một quần. Đỏ đô bông hết rồi chị. Rồi lên cho em là mã bông xanh biển. Mã bông xanh bị xanh gì xanh ngọc, xanh ngọc cho em nha. Rồi bông xanh ngọc em còn được 1234. 1234 đó chị ơi. Rồi áo bông xanh ngọc là em còn size 1234. Mã bi cam cho em nè. Áo 70 quần 75 nha chị. Áo 70 là giá sale nha, bình thường giá bán là 90k một áo. Bộ hay áo lẻ gì cũng có tới size 5, size 6 hết đó chị Phương. Rồi lên giờ em áo bi cam. Bi cam em còn đủ size cho mấy chị từ 1 tới 6 nha. Rồi chốt áo bi cam, áo bi cam cho em. Rồi áo này lên cho em mã hồng phấn. Hồng phấn em còn 1, 2, 3, 5. Áo hồng phấn cho em, áo bông hồng phấn cho em size 1, 2, 3, 5 nha. Rồi hồng phấn 1, 2, 3, 5. Mã bông đỏ đen giùm em mấy chị. Đỏ đen em còn được 1, 2, 3. Bông đỏ đen size 123 giùm em, chốt em mã đỏ đen size 123. Bi cam 2 em chốt chị Hồng Thủy. Rồi bi cam 2 chị Hồng Thủy. Họa tiết cam với đỏ đô 3 em chốt chị Thái Mười. Một họa tiết cam, một đỏ đô 3 cho chị Thái Mười. Họa tiết cam chấm like cho em mấy chị ơi. Chị bao nhiêu ký có cao bao nhiêu chị Phương ơi, lên thì em báo size cho chị. Số lớn nhất là chị bao nhiêu ký chị lên giùm em đi rồi em báo size cho nha. Rồi chị hái 12 áo nè. 60 ký mấy 57 lấy xe 4 giùm em chị. Họa tiết cam 5 em chốt chị Trần Mai. Thun lỗ chị nha. Rồi họ tiết cam 5 cho chị Trần Mai. Bộ trắng, bộ trắng mà có bông được không chị? Bộ trắng sơn em không có. Bộ trắng có thêm một ít họ tiết bông thì em có nha. Ngọc Trần mua thì lên chiều cao cân nặng em báo sai chị. Có bà ba màu đen. Bà ba màu đen nhưng mà nó có thiêu hoa giống như cái bộ đang treo này được không chị ơi? Trơn em không có nha. Mấy 55, 76 ký mặc được cho em size số 6 nha chị Phương nha. Rồi mã bông đỏ đen em còn được 123. Mã bông đỏ đen size 123 dùm em mấy chị ha. Đỏ đen 123. Rồi bông xanh coban cho em nè. My Diễm họ tiết size 4 lên số điện thoại đi chị. My Diễm lên số điện thoại dùm em nha. Rồi xanh coban, xanh coban cho em đủ size cho mấy chị từ 1 tới 6. Bông xanh coban đủ size 1 tới 6 nha. Và ba đen trơn em không có nha. My Diễm cháu hàng lên số đi chị. Chị cáo bộ là chị lấy quần đen hay sao chị Lệ Quyên? Lấy quần đen thì xuống like ngày mai có mấy bạn gọi chốt đơn thì dặn thêm quần giùm em nha. Trên like em không có chốt quần. Rồi qua mẫu bộ bông giùm em, bộ này mấy chị ha. Nãy giờ em like cho mấy chị là áo bông lẻ phối với quần đen trắng. Bây giờ em lên cho mấy chị là nguyên bộ bông cổ tim nút thắt. Rồi bộ này là 150 em sale luôn mấy chị. Chấm like này còn 120 bộ thôi nha. Chấm like hả tim lên với em mấy chị. À cái mẫu áo này, cái mẫu này mấy chị ơi. À, đây, cái này em còn hai bộ em sale luôn cho mấy chị.
Bộ này 108 xỏ luôn với chị, 115 sẫm giả váy áo bông phố quần màu nha. Sẫm váy áo bông phố quần màu. Rồi quần đen ngày mai chị dặn mấy bạn nha, gửi chốt đơn anh chị. Gọi người ta gọi chốt đơn thì hỏi rồi chị có lấy quần không, chị có lấy thì chị kêu lấy, còn chị không lấy thì chị kêu không nha. Giờ trên live em chị chốt áo hoặc là chốt bộ thôi, không có chốt quần lẻ. Rồi, một cái bộ sẫm váy size số 1 mấy chị ha. Bộ này 108 em sale luôn mấy chị là 115. Size số 1. Rồi 48 kg đổi lại cho em vừa bộ này nha. Chị nào chốt bộ này lên cho em sẫm váy xanh đậm cho em size số 1. Sẫm váy xanh đậm size số 1 em nha. Bộ này 180 sale mấy chị luôn, 115 bộ này ha. Sẫm váy xanh đậm cho em size số 1. Rồi bộ này lên cho em sẫm váy sọc hồng, em còn được một bộ size số 2. Sẫm váy sọc hồng size số 2 cho em nha. 50-55kg vừa. Rồi sọc hồng size 2 giùm em ha, 115. Sẫm váy sọc hồng size 2 giùm em, 115. Chấm like hả tim cho em mấy chị ơi. Rồi cái mẫu này mấy chị cái mẫu này em bán luôn cho mấy chị là bộ này là 170 đúng không? Em sale đồng giá là 130 một bộ. Nhưng mà chị nào muốn tách áo lẻ em tách luôn áo lẻ cho mấy chị là 60k một áo nha, mẫu này. Cái này là bộ áo 5D ghép với quần màu nha. Cái này là áo 5D ghép với quần màu là nguyên bộ, vậy là 170 và em đang sale với chị là 130. Và chị nào muốn tách áo lẻ thì em tách luôn áo lẻ là 60k một áo nha. Bây giờ là mấy chị chốt bộ thì bấm cho em chữ bộ, tại vì cái mẫu này giờ em còn size số, đa số là size số 3 thôi ha. Hồng phấn 1, họa tiết cam 1, em chốt chị Ngọc Điệp. Hồng phấn 1, họa tiết cam 1 cho chị Ngọc Điệp hai áo nè. Rồi cho Ngọc Điệp. Cái mẫu nào chị Thiên Kim, mẫu nào chị? Size 6 mẫu nào? Ngọc Trần ơi, chị chốt thì chị đâu có đâu đã chốt gì đâu mà lên xuống gọi địa chỉ. Chị hỏi em size lớn nhất bao nhiêu ký mà chị không lên xuống ký, em biết chị mặc size nào mà chị lên địa chỉ đi. Bộ hồng sau lưng em là áo 95 quần 75 nha chị. Chị hỏi mẫu nào chị Thiên Kim? Mẫu em mặc là hết số áo nha, mẫu áo lẻ thì còn mẫu bộ 5D là hết. Rồi mẫu này. Bộ này ha. Bộ này là bộ 5D, áo bông 5D. Bộ quần vải à hết rồi chị, còn hai bộ đó. Còn hai bộ đó là Thiên Kim ơi. Rồi bộ này 170 em sale luôn mấy chị là 140 một bộ. Ấy nói lộn, 130 một bộ ha. Chị nào tách áo lẻ thì em bán luôn áo lẻ là 60 nha, lấy quần qua phối áo bông. Rồi chị nào chốt nguyên bộ này là tím cà, em còn được một bộ size số 3. Ấy quên, em còn được size số 3 thôi. Chốt bộ tím cà hay lên em là bộ tím cà size 3 hoặc là áo tím cà size 3 giùm em nha. Bộ là sale 130, áo sale 60. Chị mặc số 6 nhưng mà chị chốt bông gì em mới biết được, em chốt với Ngọc Trần. Rồi chị bao nhiêu ký, cao nhiêu chị? Khách mới thì lên chiều cao cân nặng giùm em nha. Rồi bộ em mặc là sale 130, áo lẻ là 60k. Chốt tím cà lên giùm em là bộ tím cà hoặc áo tím cà nha, em còn được size số 3. Size 3 bộ này là to đó chị Diễm Trần. Bộ này size số 3 là tầm phải thường 56, 57kg tới 61, 62kg vừa nha. Bộ này form to. Rồi, len xanh cô ban 60kg, mẫu tím này số 3 vừa nha cô Năm Kiệt. Bộ này form nó to hơn bộ bông nha mấy chị. Rồi, xanh cô ban em còn được size số 1 và size số 3 mấy chị ơi. Cô ban em còn được size 1, size 3. Chốt bộ, bấm bộ, chốt áo, bấm áo giùm em nha. Bộ là sale 130, áo là sale 60 luôn. Rồi, xanh cô ban cho em còn được số 1 và số 3. Xanh cô ban 1 với 3 giùm em. Xanh cô ban size 1, size 3. Ngọc Trân ơi, chị cho em cái chiều cao cân nặng trước đi chị, rồi hãy chốt size nha. Rồi, lên tiếp cho em mã đỏ đô, mã bông đỏ đô giùm em nè. Tím 3 em chốt cô Năm Kiệt. Rồi, tím 3, tím trà 3 với cô Năm Kiệt. Thank you.
Chấm like thả tim đó chị ơi. 1m6 75kg hoặc số 6. Mẫu này em không còn số 6 chị nha. Mẫu này em nói em còn size số 3 không à. Còn vài bộ số 2 thôi. Rồi lên giùm em bộ này là mã đỏ mọng giùm em nha. Đỏ đỏ đôi chứ đỏ đôi em còn được ấy, đỏ mọng chứ em còn được size số 2. Rồi đỏ mọng em còn được size số 2, số 3. Đỏ đô mấy chị ơi, size 2, size 3 cho em nha. Chứ em mã đỏ đô em còn được 2 với 3. Nhờ bấm bộ thì chốt bộ bấm bộ nha. Chốt áo bấm áo giùm em ha. Rồi màu trắng nè. Trắng là em còn được size số 3 với... Trắng là em còn được size 2, 3, 4 mấy chị. Rồi trắng size 2, 3, 4 giùm em. Bộ đang mặc sale 130 nhưng còn size 3 thôi chị Ngọc Tỷ. Rồi bộ trắng giùm em mấy chị. Trắng là em còn được size 2, 3, 4. Chốt bộ trắng, bấm bộ trắng ha. Chốt áo thì bấm áo cho em. Cái này em có tách áo lẻ cho mấy chị luôn nha. Rồi áo trắng hoặc bộ trắng cho em còn được 2, 3, 4. 170 em sale đồng giá 130 một bộ, 60k một áo mẫu này nha. Rồi lên cho em bộ trắng. Bộ trắng em còn được 2, 3, 4 mấy chị. Bộ trắng 2, 3, 4. Ngọc Trần ơi chị theo dõi like đi chị. Cái nào mà em đọc có xe 6 thì mình chốt nha. Bộ trắng 2 chốt chị Diễm Trần. Rồi bộ trắng em còn được 3 với 4 thôi mấy chị. Hết 2 nha. Diễm Trần ơi cái đơn kia mà gói hàng đi rồi là cái này em cho đi đơn khác đó nha chị nha. Tại em không biết đơn chị đã đi chưa. Diễm Trần bộ trắng số 2. Rồi bộ trắng em còn được 3 với 4. Bộ trắng em còn được 3 với 4 nha. Không chị mẫu em mặc không còn size khác ngoài size 3 nha. Bởi vậy em mới sale rẻ. Mai mình mặc size số 1 hoặc là size số 2 tùy mẫu nha chị. Áo trắng 4 như chị lô xanh. Lô xanh chốt đủ đơn giùm em nha. Rồi trắng bốn thì chị lôi cho một áo. Trắng 3 130 là nguyên bộ cho cô Năm Kiệt nè. Rồi bộ trắng 3 em chốt cô Năm Kiệt. Chấm like hả tim giúp em với chị. Tím em đang mặc lên mã tím cà giùm em. Tím cà em còn được size số 3 nha. Bộ tím cà hoặc áo tím cà. Không có màu đen nha cô Năm Kiệt ơi. Mẫu này lên không có màu đen. Rồi lên giờ em màu tím bằng lăng. Tím bằng lăng size 3 cho em thôi. Tím bằng lăng size số 3 57-62kg cho em vừa. Rồi cho em bộ tím bằng lăng hoặc áo tím bằng lăng cho em nha. Rồi tím bằng lăng cho em size số 3. Tím bằng lăng size 3 mấy chị. Em nhận đồ rồi đẹp lắm. Cảm ơn nhớ em nha. Rồi lên cho em bộ tím bằng lăng em còn được size số 3, bộ tím bằng lăng hoặc áo tím bằng lăng giùm em. À, màu xám ghi mấy chị ha. Cho em màu xám ghi. Áo tím cà ba cho cô chị Trần Mai. Áo tím cà ba chị Trần Mai. Chấm like hả tim giúp em mấy chị nha. Cà chị tím cà em đang mặc là tím cà em còn size 3 thôi. Rồi lên cho em bộ này mã xám, xám ghi. Xám ghi không có số 4 đâu cô Năm Kiệt. Xám ghi em còn size số 3 hả? Xám ghi là duy nhất một size 3 thôi. Rồi bộ xám ghi hoặc áo xám ghi cho em size số 3. Xám ghi cho em size 3 mấy chị nha. Rồi cho em mã xám ghi size 3 giùm em. Em chào chị Yến Linh. Xám ghi em chỉ còn size 3 thôi. Rồi chốt xám ghi cho em xám ghi. Mẫu này size 3 57-62kg vừa nha mấy chị ơi. Tại mẫu này phóng to hơn bộ bông. Rồi lên cho em
Vậy em lấy chị size số 3 xám ghi. Rồi ok cô, 5 kiệt nha. Xám ghi 3 cho cô 5 kiệt. Bộ 170 anh đang sale 130 nha chị. Tại vì nó còn size số 3 không à. Và số 4 em còn được một màu này nữa nè. Số 4 em còn được màu này. Rồi màu hồng phấn giùm em ha. Hồng phấn em còn được 234. Hồng phấn em còn 234, chốt hồng phấn cho mã hồng phấn đó chị nha. Hồng phấn size 234 giùm em nha. Rồi lên bộ hồng phấn hoặc áo hồng phấn đi mấy chị. Hồng phấn size 234 cho em. Quần ống xéo mấy chị nha. Quần ống xéo. Size 3 xám ghi là chị lấy áo thôi hả? Chị lô xanh đi. Lấy áo thì bấm giùm em là áo xám ghi số 3 nha. Bộ hồng phấn 4 em chốt cô 5 kiệt. Hồng phấn 4. Rồi cô 5 kiệt. Rồi hết hồng phấn 4 rồi chị Thủy Nguyễn. Bộ này form to chị Thủy Nguyễn bao nhiêu ký chị? Em coi chị mặc số 3 được không? Hồng phấn 4 hết rồi chị Hoàng Hoàng ơi, hồng số 2 cho chị Tiết Tiết. Rồi hồng em giờ chỉ còn số 3 thôi nha. Bộ 170 em đang sale đồng giá là 130. Và em có tách áo lẻ luôn, áo lẻ là 60k, bộ là 130 giùm em nha. Size số 3 bộ này cho mấy chị là 57 tới 62 ký vừa. Hết rồi chị Thương Hà Bạch. Áo sắm ghi số 3 60k cho chị Lê Sơn. Chị lên lại chiều cao cân nặng giùm em coi bộ này chị mặc số 3 được không chị Thủy Nguyễn? Tại bộ này form thấy nó thoải mái lắm. Bộ này em mặc là size số 1 mà chị nào cao cao thì được 52kg luôn. Rồi lên tiếp cho em màu tím Huế. Tím Huế em chỉ còn size 3 thôi. Không còn số 4 chị Hà Phạm, số 4 em chỉ còn mỗi màu trắng à. Số 4 bây giờ em còn đúng màu trắng thôi nha. 72kg, 1m68, bộ này mặc được số 4 chị ơi mà số 4. À rồi tím Huế em còn được 2 với 3. Bộ tím Huế hoặc áo tím Huế em size 2, size 3 mấy chị ha. Chấp thun chị nha, thun co giãn. Rồi lên em mã tím Huế đi mấy chị. Tím Huế em còn được 2 với 3. Size 2, size 3 mã tím Huế thì em. Rồi lên em bộ tím Huế hoặc áo tím Huế nha. Size 2, size 3. Rồi màu này lên giùm em là màu cà phê. Cà phê. Rồi cà phê còn size số 3 thôi, số 2 với số 3 luôn. Rồi cà phê cho em nè. Ô bộ này chị mặc được số 3 thoải mái cho em luôn chị Thủy Nguyễn. Chị Hà Phạm bao nhiêu ký cao nhiêu chị? Hà Phạm. Hà Phạm ơi chị bao nhiêu ký cao bao nhiêu? Ống quần là như em đang mặc này chị, nó là ống rộng xéo nha. Đây. Nhìn thấy được chưa? À. Đây chị nha. Mét 61, 62 ký. Rồi chị lên số thoại giùm em chị. Hà Phạm lên số giùm em nha. Rồi áo tím là áo tím Huế, áo tím cà với chị Thủy Nguyễn. Có hai cái mã áo tím lận. Rồi số 3 bộ tím Huế em chốt cho chị Hà Phạm. Số 3 bộ tím Huế chị Hà Phạm. Chị Thủy Nguyễn ơi, chị lấy áo tím cà hay là áo tím Huế? Mẫu em mặc là bộ 170 sale đồng giá là 130 và tách áo lẻ là 60k nha. Mẫu đang mặc em tách áo lẻ luôn. Để em phối quần qua áo bông. Cà phê 3 một bộ cho cô 5 kiệt. Cái màu cà phê lên hơi bị sang với chị. Em lên một cà phê. Rồi bộ tím cà em đang mặc em còn được size số 3. Mẫu này size số 3 cho mấy chị 57-62kg vừa nha. Mẫu này form nó to hơn là mẫu bộ bông kia nha. Rồi lên em mã cà phê em còn được 2 với 3 nè mấy chị. Cà phê size 2, size 3 giùm em. Nè, số 2 rất là bự.
Hello chị Thanh Ly. Rồi lên mã cà phê giùm em còn được 2 với 3 màu cà phê. Cà phê này size số 2 mấy chị là 50 tới 57 kg được luôn. Nếu mà 57 kg mấy chị cao cho em tầm 1m58 tới 1m6 là mình mặc size số 2 cho em vừa luôn. Ha, mẫu này form nó to nha, em mặc em biết. Rồi cà phê cho em ha. Cà phê em còn được 2 với 3. Cà phê 3 một bộ cho chị Trần Mai. Rồi cà phê 3 một bộ cho cô Lâm Kiệt, là em hết cà phê 3, em còn được một bộ cà phê size số 2, chị nào chốt lên luôn nha em nha. Cà phê em còn một bộ số 2. Hello chị Minh Minh. Trời ơi Minh Minh, hồi nãy em xả áo và ba cổ vuông 70k một áo, quá trời đẹp luôn, chị coi lại không? Coi lại chốt không? Dạ tách áo lẻ luôn chị. Để em lấy quần em thối qua áo bông thôi. Đỗ Thị Minh Khánh, chị mặc bộ này mặc được trên size số 1, mà số 1 thì em còn được một bộ duy nhất à. Áo tím Huế 3 em chốt chị Thủy Nguyễn. Rồi áo tím Huế 3 cho chị Thủy Nguyễn. Chấm live stream lên cho em đến chị. Cà phê 2 đỏ 2 chốt chị Thu Trang. Là chị lấy bộ hả chị Thu Trang? Rồi cà phê 2 đỏ 2 cho Thu Trang. Rồi em hết mã cà phê nha. Em hết mã cà phê. Chị Minh Khánh là mặc được cho em size số 1 nghe chị. Nhưng bộ này số 1 em còn được cái màu xanh coban nè. Màu cam nào chị ha? Nãy hả, bộ này là 170 cho em á. Rồi chị Thu Trang hai bộ. Rồi đỏ đô giùm em mấy chị ơi. Đỏ đô em còn được size số 3 thôi, chị nào chốt đỏ đô. Bộ đỏ đô hoặc áo đỏ đô giùm em nha. Có trắng luôn chị, bộ trắng hoặc áo trắng giùm em. Trắng em còn được size số 3 với size số 4. Rồi đỏ đô cho em nè. Bộ 170 em đang sale đồng giá 130. 130 bộ cho em nha. Rồi đỏ đô em chỉ còn size 3 thôi. Đỏ đô em còn được size số 3 thôi. Chốt bộ hoặc áo giùm em. Trắng số 3. Đây chị. Rồi bộ trắng em còn được 3 với 4 nè. Bộ trắng hoặc áo trắng em còn được 3 với 4. Bộ trắng hoặc áo trắng cho em size 3, size 4 nha. Rồi áo trắng 3 em chốt chị Thủy Nguyễn. Chấm like hả tim giùm em chị. Quần ống xéo đúng rồi, mẫu em mặc là quần ống xéo. Chị Nguyễn Hương ơi, áo lẻ là cổ vuông á chị. Áo lẻ là 90 em sale 70, chị nào xem lại áo lẻ thì bấm xem lại áo lẻ giùm em nha. Mấy 6 số 7 ký mặc được số 4 á chị Ngọc Tỷ. Rồi bộ em mặc là đỏ đô em còn được size số 3. Em lên xanh coban nè. Coban em còn được size 1 với size 3. Bộ này của chị Thu Trang. Rồi coban size 1 size 3 giùm em mấy chị. Xanh coban size 1 size 3 ha. Trắng 4 chị Nga Lê lấy bộ hai láo lẻ chị Nga Lê. Trắng 4 em còn bộ này. Rồi chị Nga Lê ơi, chị lấy áo hay chị lấy bộ? Áo lẻ cổ vuông, rồi em lên lại áo lẻ cổ vuông, xả 70 ngàn một áo cho mấy chị ha. Rồi cái này là em là xanh coban, em còn 1 với 3. Coban 1 với 3 giùm em ha. Coban size 1 size 3 mấy chị. Rồi cô ban em còn được 1 với 3, chú em mã cô ban size 1 size 3 giùm em. Chị Nga Lê ơi, trắng 4 chị lấy bộ hay chị lấy áo lẻ? Rồi hết màu mấy chị ha, hết màu mẫu này em qua cho mấy chị lại cái áo lẻ cổ vuông nè. Sale đồng giá 70 nè.
bộ trắng 4 em chốt chị Nga Lê. Rồi trắng 4 cho chị Nga Lê một bộ. Rồi trắng em còn được một bộ size số 3 nữa nha mấy chị ha. Bộ áo số 3 giùm em mã trắng nha. Rồi lên lại mẫu này cho em nè. Rồi áo mà ba bông đồng giá cho em là 70k. Áo bông cổ vuông nha mấy chị ha. Rồi chốt cho em áo bông đỏ đen, em còn được size 123 mấy chị. Mã bông đỏ đen size 123 giùm em. Cái này áo lẻ phối quần đen hoặc quần trắng cho em nha. Rồi chị nào chốt áo đỏ đen, bông đỏ đen cho em size 123, đồng giá 70k. Bông đỏ đen 123 giùm em ha. Rồi mã đỏ đen size 123. Đỏ đen rồi bi cam giùm em nè. Bi cam em còn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bi cam đủ size cho em từ 1 tới 6 nha. Chứ em mã bi cam. Ủa là nãy chị lấy áo rồi, bây giờ chị lấy bộ hay sao? Chị giờ lấy thêm cái quần hả chị Trần Mai? Rồi là em lấy thêm lại cho chị cái quần tím. Cái quần tím trà. Lên cho em cái này là mã bi cam. Chị Trúc Thiên mặc số 4, chị số 4 em không còn đỏ đen chị nha. Đỏ đen còn được 1, 2, 3 thôi. Cái này size số 3 chị mặc chật đó nha chị Bích Hằng. Yến Linh mặc size 5 giùm em chị Yến Linh. Yến Linh mặc cho em size số 5. Chị Bích Hằng coi lại nha, cái này size số 3 là trên 60kg mặc không có được đâu á. Đồng giá 70 chị Chim Sâu. Em đang sale 70 một áo, giảm 20k trên một áo. Rồi lên cho em mã bi cam size 1 cho tới size số 6 giùm em, mã bi cam cho em nha. Bi cam kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chốt bi cam cho em mã bi cam. Rồi lên cho em mã họa tiết cam. Cái này bi cam, cái này mã họa tiết giùm em. Áo đỏ em vừa bận là mã bông đỏ đen mà em còn 1 với 2 thôi chị Ngọc Bích. Hết 3 rồi chị. À, Liên Lê mặc cho em size 3 vừa nha. Rồi lên cho em mã họa tiết cam, em còn đủ size cho mấy chị nè. Họa tiết cam đủ size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi lên mã họa tiết cam giùm em. Đủ size từ 1 tới 6 cho em mã họa tiết cam mấy chị. Họa tiết cam đủ size cho em 1, 2, 3, 4, 5, 6 nha. Rồi lên mã họa tiết cam. Họa tiết cam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Áo em đang mặc là 90, em đang sale đồng giá 70 mấy chị. Đồng giá 70 quá rẻ luôn. Rồi cho em họa tiết cam size 1 tới size 6 giùm em. Tiếp lên cho em là mã xanh ngọc. Xanh ngọc em còn 1, 2, 3, 4. Rồi bông xanh ngọc em còn size 1, 2, 3, 4 nha. Áo lẻ đúng rồi chị Mia. Rồi xanh ngọc size 1, 2, 3, 4 giùm em mấy chị nha. Bông xanh ngọc size 1, 2, 3, 4. Rồi chỗ em mã bông xanh ngọc size 1, 2, 3, 4 cho em nha. Quần em đang mặc là quần ống xéo luôn đó chị. Quần trắng, quần đen, nãy giờ em mặc là ống xéo luôn. Rồi xanh ngọc đi mấy chị ha. Xanh ngọc size 1, 2, 3, 4 giùm em nha. Xanh ngọc 1, 2, 3, 4. Rồi lên tiếp cho em mã lá đỏ. Lá đỏ em còn đủ size. Rồi lá đỏ đủ size từ 1 tới 6 thì mã lá đỏ giùm em. Nguyễn Thanh Hà Trình cho em chiều cao cân nặng nha. Nguyễn Thanh Hà Trình lên cho em cái chiều cao cân nặng trước nha chị. Rồi lên cho em mã lá đỏ. Lá đỏ em còn đủ size từ 1 tới 6. Em chốt chị cái đỏ đen 3 rồi đó chị. Nguyễn Thanh cho em chiều cao cân nặng đi chị ơi. Xanh ngọc không còn số 5 chị Nga Lê. Xanh ngọc em còn 1, 2, 3, 4 thôi. Xanh ngọc 2 em chốt chị tiếp tiếp. Xin ngọc chị Trúc Thiên size mấy, nó kèm cái size lên giùm em với chị. Xanh ngọc, ồ xanh ngọc 2 hết luôn rồi. À còn nè. Ngọc 2 cho chị. Tiếp tiếp. Trúc Thiên là size mấy chị? Rồi Hà Trình mặc số 2 lên số điện thoại giùm em luôn nha. Xanh ngọc 5 em hết nha chị Nga Lê.
cổ tim hết rồi chị, lotion này. Rồi xanh ngọc 4 em chốt chị Trúc Thiên. Trúc Thiên mặc size 4 chị nha. Trời ơi, chị mua thì chị đặt trên like, chứ chị cứ vô like chị hỏi em một câu đó thôi. Rồi làm sao chị có đơn chị Nga Nguyễn. Phải vô like, coi like đặt mới có đơn. Chứ chị cứ vô like em xong chị kêu, ủa sao chị đặt mà chị mua hoài mà không được. Ủa chị có mua trên like đâu được. Chị phải mua trên like chị mới có đơn chứ. Hạnh Điệp mặc size 4 giùm em nha. Rồi chốt kem áo đang mặc là mã lá đỏ mấy chị. Lá đỏ, lá đỏ. Xanh ngọc 4 em chốt chị Nga lên. Bộ cùng màu là mẫu gì chị ơi? Rồi lá đỏ cho em nha. Lên cho em mã bông xanh đậm nè. Bông xanh đậm em còn đủ size từ 1 tới 6. Chốt mã xanh đậm giùm em luôn. Xanh đậm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em thấy chị nhưng mà chị kêu lên bộ cùng màu là mẫu gì chị? Rồi lên cho em mã bông xanh đậm. Size 1 tới size 6 giùm em nha chị ơi. Bông xanh đậm cho em nha. Bộ cùng màu bà ba là giờ em có cái bộ này nè chị. Bộ này 170. Đây nè, cái ngón tay em nè. Bên này là ngón tay này, bên này là ngón tay này nha. Là 170 đó. Muốn xem bộ đó thì em lên bản màu cho xem. Bộ đó có được 9 màu nha chị Nguyễn Tuyền. Rồi lên cho em bông xanh đậm đi mấy chị. Xanh đậm size 1 tới size 6. Xanh đậm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi lên mã hồng phấn giùm em nha. Bộ đó có 9 màu chị nha, 170. Xem thì bấm giùm em là xem bộ màu thiêu hoa. Bộ đó là bộ màu thiêu hoa. Rồi hồng phấn em còn 1, 2, 3, 5. Hồng phấn em còn 1, 2, 3, 5 nha. Rồi chỗ em mã hồng phấn nè. Hồng phấn size 1, 2, 3, 5 giùm em. Rồi chốt mã hồng phấn cho em với chị, size 1, 2, 3, 5. Xanh đậm 4 em chốt chị Bích Hằng. Rồi hồng phấn cho em nha chị nha. Xanh đậm cho chị Quần Trắng em chốt chị Ngọc Trần. Rồi xanh đậm 6 Quần Trắng cho chị Ngọc Trần. Hồng phấn em còn 1, 2, 3, 5. Lấy chị bộ 1 tiếng 65 ký. Bộ 1 tiếng 65 ký là mẫu gì đó chị Huệ Thi? Mẫu gì nha chị? Hồng phấn 3 em chốt chị Bích Hằng. Rồi hồng phấn 3 chị Bích Hằng. Rồi em hết mã hồng phấn 3. Hồng phấn em còn 1, 2, 5. Áo hồng phấn còn 1, 2, 5. Áo đang mặc là 90, em sale 70 nha chị Nhung nha. Đồng giá 70k một áo. Bộ ba màu tím mà sale 130 là em hết rồi nha chị Huệ Thi. Còn bộ ba màu tím mà cái mẫu giống như cái bộ màu cà phê này nè chị chịu thì em lên cho chốt nha. Bộ đó 170. Rồi hồng phấn 2 em chốt cho chị Tiếp Tiếp. Hồng phấn 5 em chốt cho chị Nguyễn Thị Thấm. Hồng phấn 5 cho chị Nguyễn Thị Thấm. Số 6 em hết hồng phấn rồi nha. Hồng phấn bây giờ là em còn được 1, 2. Không, em còn được 1 với 5 nha mấy chị. Rồi áo hồng phấn là giờ em còn được 1 với 5 ha. 1 với 5 thôi. Rồi hồng phấn em còn 1 với 5. Lên cho em mã bông đỏ đô. Bông đỏ đô em còn 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5 mã bông đỏ đô giùm em. Bộ 170 đợi em một tí chị. Đợi em xong cái này đi ha. Rồi em lên bộ 170 cho nha. Rồi lên cho em là bông đỏ đô. Bông đỏ đô em còn được 1, 2, 3, 5 mấy chị ơi. Bông đỏ đô size 1, 2, 3, 5 giùm em. Rồi cho em mã bông đỏ đô size 1, 2, 3, 5. Đỏ đô size 1, 2, 3, 5. Chị nào lựa áo sale lựa từ hai áo giùm em đi đơn nha. Một áo 70k không đi đơn nha mấy chị. Hồng phấn 5 em chốt chị Nga Lê.
Rồi hồng phấn thì em còn đúng một cái size số 1 thôi ha. Đỏ đô 3 chốt chị Nguyễn Ngọc Bích. Đỏ đô 3 cho chị Nguyễn Ngọc Bích nào. Đỏ đô 4 hết rồi chị Trúc Thiên ơi. Đỏ đô 4 em hết. Xanh đậm size 4 một quần trắng em chốt cho chị Trần Thắm. Rồi xanh đậm cho chị Trần Thắm. Đỏ đô 5 chị Linh Thảo Vũ, cái đơn của chị là cuối cùng là đơn của chị đã chốt được đơn chưa ha? Em quên hỏi mấy đứa luôn. Có chị mẫu nào cũng có size số 6 hết á. Đỏ đô 5 em chốt cho chị Linh Thảo Vũ. Linh Thảo Vũ có đơn đi hàng chưa vậy chị ha? Tại bữa trước gọi chị toàn không nghe máy không rồi, không biết là đã chốt đơn được chưa em quên hỏi luôn. Chị Linh Thảo Vũ không có đơn rồi chị ơi, là đơn của chị không có chốt được, là em không chốt cho chị nghe Linh Thảo Vũ. Gọi điện thì không nghe máy mà địa chỉ chị không có cho. Chị họ coi lại giùm em cái thôi chứ chốt cho chị không có được. Đỏ đô số 2 em chốt chị Nguyễn Loan. Hồng phấn 1 cho chị Hạnh Nguyễn. Quần đen lẻ 75 một quần, Nhi Nhi đi đơn từ hai quần giùm em. Rồi hồng phấn 1 cho chị Hạnh Nguyễn. Rồi mã hồng phấn là em hết luôn nha. Bảy mươi ký cao như chị Cúc Trần ơi. Xanh đậm 4 em hết rồi chị Nguyễn Thị Thanh. Xanh đậm 4 em hết. Ship xong hết rồi á, sao em thấy cái số điện thoại này không có vô địa chỉ nào á chị? Món này đẹp lắm, hôm qua nhận hàng mặc thử rồi. Ok chị Thủy Nguyễn. À rồi em thấy rồi, chị Linh Thảo Vũ có một đơn nhận hàng rồi nè. Ờ à, ok chị, rồi em chốt lại cho chị đỏ đô size số 5. Ủa nếu có 6 lấy 6. Là sao chị, số 6 là em còn bông khác nha, đỏ đô em không còn số 6. Số 6 em còn 4 bông này nè. Quần 75k một quần Nhi Nhi, cộng 25.000 ship gì nè. Áo em mặc là mã đỏ đô nha chị Bình. Size 5 chị bận chật hả? Trời, chị có 65kg mà size số 5 mặc chật. Thấp của em luôn, có 77kg mặc số 5 ok luôn á. Vẫn mặc được mà sao chị lại mặc không được, trong khi là chị có 65kg à. Eo 90 à mà mặc số 5 không được. Rồi vậy số 6 em còn 4 cái này nè, chị không chốt là em, mẫu này em không còn nha. Số 6 em còn được mã lá cam nè, mã bi cam nè, mã họ tiếp nè, với lại mã lá đỏ nè chị. Đỏ đô 3 em chốt cho chị Lâm Y Bình. Nếu mà không chịu là em không còn bông khác nha. Rồi em đợi lên những cái bông này lại có size số 6 cho chị chốt nè. Chị Màu Bùi ơi, đơn của chị chốt hàng chưa chị? Gọi nghe máy giùm em chưa? Cho chị hai quần size số 3 màu gì lên cái màu giùm em luôn Nhi Nhi. Lên cái màu giùm em nha. Thun nghe chị Nhung ơi. Một áo đỏ đô 5 em chốt cho chị Yến Linh. Em có quần mặc áo nên đang mặc size 2 không? Không chị. Quần mặc áo em đang mặc size số 2. Thì hồi nãy có cái quần màu đỏ đô đó. Quần màu đỏ đô của mẫu này nè. Em tắt ra em bán áo lẻ 60 đó. Một bộ là 130. Áo lẻ 60 quần 75 nè. Trời ơi phối lên dưới cái này cho em. Đẹp luôn đó chứ.
Là chị nào muốn phối cái áo này với quần này thì lấy nè. Có quần màu đỏ đô luôn nha. Đó, để phối với cái áo này là mấy chị có thích thì phối. Hai quần một đen một trắng cho Nhi Nhi. Em chào chị Tony nha. Rồi cúc trần mặc size 5 giùm em chị. Một đỏ đô, một quần trắng size 3 em chốt chị màu bùi. Chị màu bùi ở đơn của chị chốt được chưa? Cho chị cái size 5 nữa, màu gì vậy chị Thấm ơi? Cho em lấy cái bông gì chị lên cái bông giùm em với. Đỏ đô 5 em hết. Rồi đỏ đô em đang mặc giờ em còn được 1 2 3. Chị nào muốn lấy quần đỏ đô thì em đang mặc này, ngày mai chị mấy chị dặn mấy bạn nhân viên là lấy quần đỏ đô cho chị mặc kèm với áo này nha. Hoặc còn muốn lấy quần đen thì lấy. Rồi ok chị. Quần đen ống suông em hết rồi chị Ngọc Bích. Chốt rồi ok chị. Kiếp chinh quốc gì chất quốc chị ơi, gọi không có được đâu mà không gọi. Rồi áo đỏ đô em còn được 1, 2, 3. Đỏ đô 1, 2, 3 dùm em. Chị ơi size số 6 em còn cái mã này nè, Tinh Thảo Vũ. Rồi cái lên mã lá đỏ dùm em mấy chị. Lá đỏ size 1 cho tới size số 6 cho em. Lá đỏ kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Không có quần ống suông nha Nhi Nhi ơi. Em không có bán quần ống suông. Rồi chốt lá đỏ lên mã lá đỏ cho em size 1 tới size số 6. Rồi áo em đang mặc có size 6 nè chị. Gì đó Linh Thảo Vũ có chốt một chút. Đỏ 5 hết rồi Cúc Trần. Áo đỏ đô 3 em chốt chị Cúc Kim. Rồi đỏ đô 3 chị Cúc Kim. Quần đỏ tươi hả chị? Quần đỏ tươi hết rồi chị ơi. Quần đỏ tươi size 4 không còn. Rồi lên mã lá đỏ cho em là size 1 cho tới size số 6. Lên mã lá đỏ cho em nha. Rồi em lên mã lá cam. Lá đỏ 4 em chốt cho chị Nguyễn Thị Thanh. Một bộ đỏ đô bao nhiêu ký, cao nhiêu vậy chị? 777 thôi. Chị bao số 7 túi. Rồi ok chị màu bùi nha. Lá đỏ 6 cho chị Linh Thảo Vũ. Rồi lên mã lá cam giùm em nè. Lá cam em còn được 2 với 6 thôi nha. Rồi một bộ đỏ đô là chị lấy quần đỏ luôn đúng không chị? Tên người ta Phạm Thương hả? 777 là chị lấy cả cái quần màu đỏ luôn đúng không chị? Đúng thì ok là lên cái alo giùm em. Lên cái alo giùm em ha. Lá đỏ 48 kg cao nhiêu vậy chị? Chị Luận Luận Trinh ơi. Rồi lên cho em mã lá cam em còn được size số 2 với lại size số 6. Lá cam 2 với 6 giùm em mã bông lá cam. Em còn được size số 2 với size số 6. Rồi chị ok chị lên số điện thoại cho em đi chị. Có số em chốt đơn nha. Chị mặc số 3 nha. Hết rồi chị Bích Hằng. Rồi chị Luận Trinh ơi, lá đỏ 48 kg cao nhiêu hả? Rồi em đang mặc là lá cam. Rồi em chốt cho chị 777 nè. Một bộ đỏ đô size số 3. Bộ đỏ đô số 3. Rồi, lá cam 6. Chị Luận Trinh mặc size 2. Rồi lá đỏ 2 lên số điện thoại giùm em nha chị Luận Trinh ơi. Lá đỏ 2 lên số điện thoại cho em nha Luận Trinh nha. Lá cam 6 hết rồi chị Thu. Còn có một cái à. Cái này cho chị Linh Thảo Vũ. Luận Trinh lên số điện thoại nó có đơn nha. Rồi chị Kiếp Trinh ơi, bây giờ chị chốt lại, chị cho số lại. Mai em gọi được thì chốt đơn, không được là em xả luôn, không chốt nữa nha.
Rồi em thấy số chị Phạm Thương rồi nè. Rồi Hồng Lê mặc size số 6 giùm em chị. Rồi lá cam em còn được size số 2 chị gì đó. Đụng tin chốt hàng không lên số điện thoại cho em, không có chốt được chị nha. Rồi áo này lên cho em là mã xanh coban, em còn được 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 đó chị. Rồi bông xanh coban em còn được 1 2 3 5. Xanh coban size 1 2 3 5 giùm em ha. Xanh coban size 1 2 3 5. Cho em mã bông xanh coban size 1 2 3 5 đó chị ha. Xanh coban size 1 2 3 5 giùm em. Rồi bi cam em còn size 6 nè. Áo này lên giùm em mã bi cam. Xanh coban, bông xanh coban đó chị. Rồi bông xanh coban em còn 1 2 3 5. Chị hai quần đen ống rộng. Ống rộng khác mà ống xéo khác nha chị Hoàng Thảo. Ống rộng á là nó cái ống nó từ 28 cho tới 33 là 6 size, là 5 size. Còn mà ống xéo á là nó từ 38 cho tới 43 nha chị nha. Chị lấy loại ống nào? Một quần trắng số 5 em chốt chị Linh Thảo Vũ. Xanh 5 em chốt cho chị Ngọc Vy Nguyên. Rồi bi cam nè, bi cam em còn đủ size cho mấy chị từ 1 tới 6. Cô ba năm là em chốt cho chị Ngọc Vy Nguyên một áo nè. Ô, lá cam em còn cái số 5 nữa nè mấy chị. Rồi đẹp quá. Lá cam em còn cái số 5 nữa nè, chị nào size 5 chốt. Rồi bi cam em còn đủ size. Con trắng ống xé cho chị Linh Thảo Vũ rồi. Cô ba năm em chốt cho chị Thắm. Chị Luận Trinh mặc áo size số 2 giùm em nha, là em chốt cho chị được lá cam. Lá đỏ của chị là hai mã lá, một lá cam một lá đỏ size 2 nha chị Luận Trinh nha. Lá đỏ nè. Rồi lá cam số 2 em chốt cho chị Luận Trinh. Chị ơi. Rồi lá cam em còn được một size số 5 nữa, chị nào chốt lá cam 5 lên nha em. Số 6 hết rồi chị Diệu Thảo. Rồi bi cam đi mấy chị. Bi cam 3 em chốt cho chị Lâm Y Bình. Áo mặc lên mã bi cam em còn đủ size. Bi cam đủ size cho em từ 1 tới 6. Áo 90 em đang sale đồng giá 70k một áo mấy chị. Cô ban 2 em chốt chị Nguyễn Loan. Rồi cô ban 2 chị Nguyễn Loan. Lá cam bi cam 5 cho chị Thắm. Bi cam 5 cho chị Thắm này. Bi cam 6 là em chốt cho chị Linh Thảo Vũ. Linh Thảo Vũ. Chị Nguyễn Hoàng Thảo lên số alo giùm em nha chị. Lá cam 5 cho chị Lê Ngân. Bi cam 5 em chốt chị Thấm rồi ha. Rồi lá cam 5 cho chị Lê Ngân. Rồi mã lá cam em hết nha. Chị Cúc Kim ơi, chị bao nhiêu ký cao nhiêu? Hồi nãy sao em thấy chị lấy số 3, bây giờ lấy số 2 á chị? Hồi nãy em thấy chị lấy size số 3 mà. Chị bao nhiêu ký cao nhiêu lên giùm em lại đi chị Cúc Kim. Hồi nãy là chị chốt áo đỏ đô size 3. Bây giờ xanh coban là số 2 hả? Gửi luôn khỏi gọi hả chị Nguyễn Thị Thấm ơi. Chị mua giùm size số 2, áo này là 51-52kg đổ lại thôi nha chị Cúc Kim. Rồi cô ban 2. Quần trắng không có ống suông chị. Quần trắng chỉ có ống rộng hả. Lá cam 5 hết rồi chị Nga Lê. Cái này chị mặc size 5 nhìn em chị Huyền Trân. Cái này chị mặc size 4 rồi hơi chật.
Nguyễn Hồng Thảo lên số điện thoại giùm em nha. Nguyễn Hồng Thảo cho em số điện thoại mới chốt đơn được nha chị. Rồi cái họ tiếp nè, em cũng còn tới xe 6 nè. Bicam lấy số 5 đi chị Huyền Trân ơi, số 4 không vừa. Rồi cái này lên cho em là mã họ tiếp. Họ tiếp kèm size cho em 123456. Rồi còn một bông này có số 6 nữa là hết, là chị Linh Thảo Vũ. Một quần trắng ống rộng rồi, ok chị Cúc Kim. Lên cho em mã bông họ tiết đi mấy chị, họ tiết size 1 cho tới size số 6. Họ tiết cho em 123456. Em chào chị Kim Lan. Rồi lên mã họ tiết giùm em mấy chị ha. Họ tiết kèm size cho em 1 tới 6 mấy chị. Rồi hết bông nha mọi người. Rồi em còn bộ này số 5 sale 90 nè. Một bộ chị nào chốt lên giùm em. Bộ bông số 5 cổ nữ hoàng chốt cho em mã hồng 5. Mã hồng 5 cho em nha. Rồi bộ này em sale 90k. Nguyên bộ luôn. Chốt cho em bộ hồng size 5 90k giùm em. Quần ống rộng xéo như em đang mặc. Họ tiết 5 em chốt cho chị Huyền Trân. Rồi bộ hồng size số 5 cổ nữ hoàng em chọn bộ size 90 nha. Họ tiết 4 cho chị Bích Hà. Họ tiết. Rồi 4 cho chị Bích Hà. Họ tiết 6 cho chị Linh Thảo Vũ. Chị Trương Ngọc Thu mặc cho em size số 3 nha. Họ tiết 6 cho chị Linh Thảo Vũ. Quần em đang mặc là ống xéo hết chị, ống xéo. Họ tiết 5 chị Cúc Trần lên số điện thoại giùm em. Bộ 90 em chốt chị Nguyễn Thị Thanh. Rồi bộ 90 cho chị Nguyễn Thị Thanh. Đây em hết bộ 90. Rồi hết hồng 90 rồi chị Thắm ơi. Có bộ 1 à. Cúc Trần ơi lên đủ số cho em nha. Rồi em qua mẫu. Giờ em lên mấy chị mẫu gì mấy chị ơi. Cúc Trần một áo họa tiết size 5 nè. Chị Cúc Trần lựa thêm nha. Hay là chị có lấy quần không? Một áo 70 em không có đi đơn nha. Chị có lựa thêm áo hay là chị có lấy quần gì không để em biết. Rồi chị nào xem bộ thiêu hoa viện lai đâu mấy chị. Nếu mà không thì em qua sale tiếp. Bộ bà ba bông thiêu hoa viện lai 170. Chị nào xem bấm xem cho em cái mẫu này nè. Mẫu màu cà phê này. Lên đồ bộ bông. Lên đồ bộ gì chị Chim Sâu? Bộ gì chị? Em lên bộ bà ba thiêu hoa viền lai 170 giùm em. Mã số 7 mà chị bao nhiêu ký chị? Bộ viền lai đây nè Yến Linh. Rồi qua bộ bà ba thiêu hoa viền lai 170 giùm em nha. Bộ này chốt lên cho em là mã bông mã màu ngói mấy chị ha. Màu ngói em còn cho mấy chị là size 12456. À bộ bông mà đợi em xong bộ màu để chị Chim Sâu. Họ tiết 6 hết luôn rồi, size 6 hết luôn rồi chị Lê Ngân. Ở số 6 em còn được một cái này nè chị. Cái mã lá đỏ nè. Còn em còn mã lá đỏ 6 nữa. Họ tiết chị Bích Hằng có rồi nha. Xe 6 em còn một cái lá đỏ nè chị Lê Ngân lấy luôn đi chị. Rồi bộ em mặc lên cho em là màu ngói. Ngói em còn được 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6. Ngói size 1, 2, 4, 5, 6 dùm em nha. Rồi cái bộ ngói này hồi nãy em có mấy cái áo này là mấy chị phối lên được với cái quần này. Nếu mà mấy chị lấy bộ ngói, chị nào hồi nãy có hai cái áo bông mẫu này là phối được với cái bộ này để lấy cái quần màu á, rất là đẹp nha. Rồi chốt bộ ngói lên bộ ngói cho em mấy chị, cái màu nó hợp nè.
Cổ Vương mới vừa lên xong chị Lê Vân. Đây, rồi áo bi cam, trời ơi đẹp chưa? Đó, mua một bộ với cái áo này để về phối với cái bộ này, lấy cái quần phối với cái áo này cũng rất là đẹp. Xong rồi lấy cái áo này phối vô cái quần đen nó thành 4 bộ luôn. Đó, nó thành 4 bộ cho mình luôn. Một bộ màu này, ba bộ chứ, bộ màu này. Rồi lấy cái quần đen phối vô cái áo này nữa, ba bộ luôn. Rồi lá đỏ số 6 em chốt chị Lê Ngân. Quá tuyệt đúng không chị Thu? Đây em mặc thử luôn. Nói mấy chị không hình dung được cái mặt vô là mấy chị thấy không đẹp, không lấy tiền cho mấy chị luôn này. Đó, hồi nãy ai chốt cái bi cam này rồi chốt thêm bộ này lấy cái quần của mấy chị. Thấy không? Đẹp không? Quá trời sang luôn. À, rồi ai chốt bộ ngói cho em nha. Lá đỏ sáu chị Lê Ngân. Điều này em đang mặc có 9 màu ha. Rồi bộ ngói 6 là em chốt cho chị Linh Thảo Vũ. Ngói 6 cho chị Linh Thảo Vũ. Rồi em hết ngói 6 nha. Ngói em còn 1, 2, 3, 5 à, 1, 2, 4, 5 gì nữa. Một bộ ngói size 5 em chốt cho chị Cúc Trần. Một bộ ngói 5 cho chị Cúc Trần. Không có cổ vuông chị, bộ mặt không có cổ vuông. Rồi. Hoặc là cái áo này mấy chị cũng phối được, cái áo họ tiết mấy chị cũng phối được với cái quần này cho em nha. Đó. Chị nào mà chốt bộ này chưa có áo họ tiết thì lấy áo họ tiết nè mấy chị. Đây, cái áo này phối lên với quần này cũng rất là đẹp nè. Đó, cái áo họ tiết trên đẹp chưa mấy chị ha. Rồi ai chốt bộ ngói lên bộ ngói cho em nha. Bộ ngói kèm size cho em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi lên cho em bộ màu đỏ mận. Bộ màu đỏ mận giùm em mấy chị. Đỏ mận kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6 giùm em mã đỏ mận nha. Rồi đỏ mận size 1 cho tới size số 6. Chấm like hả tim giúp em mấy chị ơi. Lâu lâu hả tim giùm em cái nha. Áo họa tiết số 2 em còn nha chị Phương Trần. Họa tiết 2. Họa tiết 2 còn á chị. Rồi lên cho em mã đỏ mận. Đỏ mận kèm size giùm em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cho em màu mận đi mấy chị. Đỏ mận size 1 tới size 6 giùm em nha. Đỏ mận kèm size cho em 1 tới 6. Đó, cái này ví dụ như áo này thích mặc nguyên bộ, thích mặc phối với quần trắng hoặc với quần đen cho em. Nó dễ phối lắm chị ơi, về mấy chị phối ra được nhiều bộ. Ví dụ lấy cái áo lẻ này phối ra quần đen, quần trắng cũng đẹp. Đẹp chưa? Mình mua bộ nó rất là lợi với chị, về mình phối được đủ thứ. Không có chị Thanh Thư. Không có chị. Rồi lên em bộ đỏ mận mấy chị. Bộ đỏ mận size 1 cho tới size 6 em nha. Đó, về lấy cái áo mấy chị có quần đen quần trắng thì mấy chị phối vô tư cho em luôn. Rồi lên đỏ mận cho em. Mận 6 chốt cho chị Linh Thảo Vũ. Ôi Lâm Mỹ Linh hôm qua chị lên xong rồi, chị đâu có thấy em đặt cái gì đâu, em đặt cái gì vậy, em đặt lên đây đi, hôm qua chị không thấy em chốt gì hết. Một áo họa tiết 2 em chốt chị Phương Trần. Em chốt gì em chốt lại lên đây đi, hồi tối qua chị không thấy em chốt luôn. Lên xong thấy yên ru rù luôn, tưởng không lấy cái gì hết, chị xuống lai. Rồi lên bộ đỏ mận giùm em với chị nha. Đỏ mận kèm size cho em nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đỏ mận kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6 giùm em. Rồi lấy em màu đen. Đen là bây giờ em còn được size 1, 2, 3 thôi. Ôi chị không lên lại đâu, qua lên lượt em coi màu rồi mà. Đỏ mận size 3 chốt chị Vân Thu.
Rồi lên nhà em bộ đen với chị đó, áo đen phối quần trắng hoặc là quần đen cho em cũng được. Hôm qua lên một lượt màu cho mình rồi, coi gì nữa Mỹ Linh. Lên rồi cho mình coi, hôm qua rồi mình có chốt được gì đâu. Rồi bộ đen cho em với chị. Bộ đen kèm size, bộ đen em còn 1234. Bộ đen 1234 em nha. Em chào chị Nguyễn Đăng. Rồi bộ đen 1234 cho em ha. Cho em bộ đen size 3 mình luôn ta. Rồi đen cho em mấy chị. Đỏ mận số 3 em chốt chị Vân Thu. Mẫu em mặc là nguyên bộ hỏa lẻ nha. Em cắt ra em phối cho mấy chị coi thôi, chứ thường nó là nguyên bộ nha. Rồi chốt đen đen mấy chị ơi. Còn bộ ba không vậy hả? Đang like mà ba cái lái gì mấy chị. Rồi bộ đen ai chốt lên bộ đen giùm em đi. Bộ đen em còn 1234. Bộ đen 1234 giùm em. Rồi lên em màu xám. Bộ xám. Rồi chốt bộ xám cho em nha. Đây bộ xám nè. Bộ đen 3 em chốt cho chị Vân Thu. Rồi lên bộ xám cho em đó, áo xám lấy lẻ ra mặc với quần đen đẹp chưa? Rồi chốt cho em bộ xám đi mấy chị. Bộ xám kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chốt là cho em bộ xám nha. Rồi lên bộ xám cho em mấy chị ơi. Bộ xám kèm size giùm em ha. Rồi chốt em mã xám. Bộ xám size 1 cho tới size số 6. Bộ đen 3. Đen 3. Em chốt cho chị Vân Thu. Rồi bộ xám mấy chị size 1 tới size 6. Xám kèm size cho em 1 tới 6. Rồi em lên cho mình màu nâu luôn. Có xám có nâu luôn nha. Lên cho em mã nâu. Bộ em đang like là 170 ha. Một bộ ship 25, hai bộ miễn ship. Cái nào hàng sale thì không bao ship với chị ha. Rồi sáng 6 em chốt cho chị Linh Thảo Vũ. Sáng 5 em chốt chị Cúc Trần. Rồi sáng 5 cho chị Cúc Trần. Bộ hồng cam chứ bộ đang treo size số 3. Rồi ok Lâm Mỹ Linh. Hồng cam với lại bộ đang treo là màu xanh lam em nha. Đang treo màu xanh lam. Rồi hồng cam với xanh lam xe số 3. Một trăm bảy mươi một bộ nha chị nha. Bộ đồ này mà 70.000. Rồi cái bộ của Lâm Mỹ Linh là sẫm váy là 180 cho Mỹ Linh nha. Rồi lên em bộ nâu mấy chị. Bộ nâu kèm size cho em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chốt em bộ nâu. Bộ nâu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xám 47kg. Số 1 nha chị Thanh Uyên chốt cho em số nha. Thanh Uyên chốt cho em số điện thoại chị nha. Rồi bộ nâu mấy chị. Nâu size 1 tới size 6 cho em mã nâu. Bộ em đang mặc là bộ bà ba thiêu hoa viền lai ha. Mấy chị thiêu thiêu ru đê đó. Bình Dương thì khoảng 2 ngày là có hàng là Lâm Linh. Rồi bộ xám 1 em chốt cho chị Thanh Uyên. Xám 1 cho chị Thanh Uyên. Lấy em bộ nâu đi mấy chị. Nâu kèm size rồi nâu 6 em chốt cho chị Linh Thảo Vũ.
Bôi mặt lên mảng nâu cho em nha, cái màu nâu xe chị. Nâu sáo cho chị Linh Thảo Vũ. Có màu tím, em chuẩn bị lên màu tím thôi nha. Nếu 65-56kg mặt số 2, nếu thích mặt ôm như chị Phúc Nguyễn. Còn mà trên 50 tuổi, 60 rồi lấy số 3 cho em nha. Rồi bộ nâu, ai chốt bộ nâu cho em bộ nâu mấy chị ha. Bộ nâu kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi em lên cho mình màu vàng dương cải nè. Bộ nâu kèm size cho em 1-6. À màu tím Huế trước đi. Rồi tím Huế nè. Tím Huế em còn 1, 2, 3. Tím Huế em còn 1, 2, 3, 5, 6. Hết size số 4. Rồi lên bộ tím Huế cho em nha. Đây là chị Thiết Nhung. Tím Huế size 1, 2, 3, 5, 6 nha chị. Đúng rồi, size 6 là size lớn nhất chị nha. Rồi lên bộ tím Huế cho em nha. Size 1, 2, 3, 5, 6. Chốt cho em bộ tím Huế. Nâu có số 2 chị Hồng Đào. Nâu em còn số 2 á. Rồi bộ tím Huế với chị. Đó, thích thì mình mặc nguyên bộ, không thích mua thêm cái quần đen hoặc cái quần trắng nữa, phối vô nha. Rồi lên em bộ tím Huế. Size 1, 2, 3, 5, 6 giùm em. Rồi ba đóng thùng đẹp không. Bộ hoa nào chị Trúc Linh. Rồi chốt giùm em bộ tím Huế đi mấy chị. Size 1, 2, 3, 5, 6. Bộ hoa là bộ nào chị? Tím Huế số 2 gửi về địa chỉ cũ, có người nhận rồi, ok chị Khanh. Lên bộ tím Huế giùm em nha. Nâu còn đó chị Hồng Đào. Không chị ơi, mẫu này em bán nguyên bộ. Rồi bộ số 5 tím Huế em trốn chị Yến Linh. Rồi tím Huế 5 cho chị Cúc Trần. Lên em mã tím Huế đó chị. Tím Huế kèm size hoa này là thiêu trực tiếp lên áo nha chị nha. Tím Huế kèm size cho em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bộ bà ba hoa ống rộng em có nha, xong mẫu này em lên luôn. Rồi ai chốt tím Huế thì em bộ tím Huế. Em lên cho mình bộ màu cà phê nha. Là cái màu em treo đây nè. Rồi em lên màu cà phê nè. Lên mã cà phê giùm em. Một quần đen ống xéo số 4 em chốt chị Bích Hằng. Rồi lên màu cà phê mấy chị ơi. Cà phê kèm size cho em 1, 2, 4, 5, 6. Hết size số 3. Rồi bộ tím Huế 2 chốt chị Hồng Đào. 1,70 chị, size nào cũng 1,70 hết, không có phân biệt size nha. Không phân biệt màu, cùng một mẫu là cùng một giá mấy chị nha. Rồi lên cho em mã cà phê nè. Rồi màu cà phê cho em. Size 1 cho tới size số 6. Là màu em treo đây nha. Rồi cà phê đi mấy chị. Uống cà phê đi mấy chị ơi. Hôm bữa có đặt bộ màu tím không mấy chút được. Chị có đặt được đâu chị. Tổng cộng 2 bộ. Ủa là bộ nâu chị có lấy không Hồng Đào? Em thấy chị hỏi không à, chị chưa có chốt. Bộ nâu có chốt thì bấm cho em là chốt nâu số 2 luôn nha. Tại em hỏi, thấy chị hỏi là nâu số 2 có không em thôi, chứ chưa thấy chị chốt. Rồi lấy em màu cà phê. Cà phê kèm size cho em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Áp 1, 2, 4, 5, 6 màu cà phê vậy nè. Không phải nó khác màu đâu chị. Tại vì bộ này em treo ở trên canh, nó xa ánh đèn thì mình nhìn cái màu nó tối xuống ha, chứ nó cùng một màu như em đang mặc nha. Màu cà phê giùm em ha. Size 1 cho tới size số 6. Cổ vuông bông đỏ đen số 2 em còn chị Thạch Mai. Rồi chị Hồng Đào ơi, bộ nâu có lấy không? Em chốt chưa chị Tím Huế là mới có một bộ hà. Cà phê size số 4 cho chị Đỗ Tình Tan. Trời ơi, Tình Tan tính tan luôn.
Bình tan lên số giùm em chị không nào ơi, chốt nâu thì bấm giùm em là chốt nâu nha. Thôi em chưa có chốt cho chị bộ nào hết á. Giờ chốt tiếng Huế là mới có một bộ thôi nha. Tình tan chốt cà phê lên cho em số thoại nha chị nha. Rồi màu cà phê kèm size giùm em 123 12456. Ủa hết 6 luôn, 1245 thôi mấy chị. Cà phê em còn 1245. Cà phê 1245 giùm em. Không, mẫu đó em lên 3 lần rồi chị Thịt Mai, em không lên nữa chị. Rồi lên cho em màu cuối cùng là màu xanh đen. Ủa chưa, chưa cuối cùng. Chưa, em màu này trước đi. Màu này lên cho em là màu vàng dưa cải nha. Vàng dưa cải. Cúc Trần khách mới chốt nhiều cọc giùm em, mới đi đơn nha Cúc Trần ơi. Chị nào khách mới ngại cọc chốt hai bộ đổi lại giùm em thôi nha. Chị Cúc Trần chịu cọc thì em mới chốt tiếp. Bộ đang like là 170 cho chị đổ tình tan rồi. Chị Thảo Mèo bao nhiêu ký, chị bao nhiêu ký, cao bao nhiêu. Rồi chị Cúc Trần em coi đơn chị lại nè. Cúc Trần nãy giờ là 4 bộ là phải cọc rồi đó chị. Còn không cọc thì ngày mai mấy bạn chốt đơn chị xả bớt làm em hai bộ nha, đi đơn hai bộ cho em thôi nha. Khách mới và chốt đường bộ thứ ba đổ lên là phải cọc giùm em. Chị mặc size 6 nha chị Thảo Bèo. Rồi bộ em mặc lên cho em màu vàng dưa cải. Vàng dưa cải em còn 12456. Vàng dưa cải 12456 giùm em. Rồi chị lỗ tình tan ơi, bộ này 170 nè, chị có chốt không chị? Chốt thì bấm chốt giùm em nha. Bộ hồng phía sau đợi em tí nha. Là đổi qua lấy là cà phê chứ không lấy đâu. Rồi cà phê 2 em chốt chị Hồng Đào. Bộ em mặc lên nha em màu vàng dưa cải mấy chị nha. Vàng dưa cải cho em ha. Vàng dưa cải em còn 12456. Vàng dưa cải 12456 gì em. Chị Đỗ Tình Tan ơi, là 170 chị có lấy không chị? Lấy thì bấm lấy giùm em để em chốt nha. Chứ em thấy chị hỏi lại giá là em chưa có chốt đâu á. Cà phê size 4 chị Thành Cẩn cho em số. Thành Cẩn cho em số nha. Rồi cà phê 2 chị Hồng Đào. Thành Cẩn lên số giùm em chị. Ok chị Cúc Trần. Cà phê 5 em chốt chị Cúc Trần. Rồi đỏ đen còn cái số 5 nữa nè. Bông đỏ đen còn cái số 5 nè, nãy chị nào chốt em chưa hết. Dưa cải 6 em chốt chị Chim Sâu. Rồi dưa cải 6 chị Chim Sâu. Rồi em lên màu cuối cùng lấy qua mẫu mấy chị ha. Ủa mấy chị ngộ lắm nha, chốt hàng xin số thoại không cho. Rồi chốt cái gì mấy chị. Rồi đỏ đen xoay 5 em chốt chị Phúc Trần cái áo này. Dưa cải 6. Hết rồi chị Hình Kim ơi, dưa cải 6 em hết rồi. Rồi em lên màu cuối cùng màu xanh đen giùm em. Lên giùm em màu xanh đen nha. Xanh đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chốt bộ xám này á chị, bộ này chị chốt lên giùm em là màu xanh lam kèm size cho em. Màu xanh lam, sẫm váy xanh lam giùm em nha. Cái đó là sẫm giả váy nè chị. Bộ hồng mẫu nào vậy chị Thu Xuân? Bộ này hả chị? Áo hồng quần đen em còn nha. Hết rồi chị Liên Ngọc. Dưa cải giờ em còn là 1, 2, 4, dưới 5. Rồi màu xanh đen chùm em nha. Màu xanh đen. Xanh đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chế mã xanh đen mấy chị ơi. Màu xanh đen cho em nè. À, mẫu đó còn nha chị Thu Xuân, đợi em tí nha. Rồi bộ xanh đen size 1 tới size 6 nha. Bộ đang mặc là màu xanh đen hay màu gì chị Hồng Đào? Bấm xanh đen thì bấm màu xanh đen lên giùm em nha. Rồi lên em màu xanh đen. Xanh đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Với mã xanh đen của chị ha. Rồi xanh đen size 1 tới size 6 giùm em nha. Rồi cà phê size 4 em chốt cho chị Thành Cẩn. Rồi xanh đen nha mấy chị. Hồng Đào á, bộ em mặc là bộ nào vậy chị Hồng Đào? Lên cái màu giùm em nha. Màu vàng à, là màu vàng dưa cải. Rồi tổng cộng 3 bộ rồi, ok chị Hồng Đào. Xanh đen 3 em chốt chị Liên Ngọc. Rồi xanh đen hồi nãy chị nào mua cái áo bông xanh đen mới chị phối được với cái quần này cho em nha, để em phối lên cho mấy chị nè. 58kg mà eo 85 luôn thì mặc số 4 giùm em nha chị nha. Mấy chị lưu ý là cái eo á là mình đo ở cái phần mà cái chỗ mà nó nhỏ nhất đó nha. Nhiều chị cái eo không đo để đo cái bụng. Xong rồi em lấy theo cái đo của mấy chị cái về mặt rụng rinh. Còn mấy chị lúc đó mấy chị mới nói là cái eo chị đo là ngang chỗ này. Cái eo là ngang chỗ này giùm em nha. Cái eo là tức là nó eo vô là cái chỗ nào nhỏ nhất đó là cái eo. Nhiều chị đo cái eo ngang ở đây là mình mặc nó rộng nghe mọi người. Rồi chị Đanh lên số giùm em đi, chị Đanh ơi, lên số cho em ha. Rồi cái màu xanh đen này nè, chị nào mua cái bộ xanh đen này rồi á, mua thêm cái áo lẻ này phối vô chứ cái quần này thành được bộ nữa nè mấy chị. Em có cái áo bông xanh đen nữa nè. Đây, hồi nãy chị nào mua cái áo này rồi là phối được với bộ này cho em nha. Đẹp chưa? Bông xanh đen giùm em. Rồi áo bông xanh đen là áo này là 90, hồi nãy đầu la em sale 70.000 một áo nè. Đó, chị nào chốt áo bông xanh đen phối lên dưới bộ này giùm em là có cái quần màu xanh đen phối vô quá trời đẹp. Rồi bộ xanh đen size 4 em chốt cho chị Đăng nè. Xanh đen size 4 một bộ em chốt cho chị Liên Trúc Phi. Lấy một quần trắng ống xéo cho chị Liên Ngọc. Quần chị Liên Ngọc dặn mấy bạn giùm em nha. Mai mấy bạn gọi chốt đơn dặn giùm em với nha. Dặn trên like nhiều khi em không nhớ. Rồi một bộ xanh đen 4 em chốt cho chị Liên Trúc Phi. Bộ thiếu hoa viền lai là 170 nha chị. Rồi cho chị Nhung Trúc Phi. Chị Kiết Trinh, Kiệt Trinh. 1 cái hồng với 1 cái bông đỏ. Ờ, áo lẻ của Vuông không có cái nào màu hồng hết đó chị. Bông đỏ. Rồi là chị bao nhiêu ký cao nhiêu chị Kiết Trinh ơi. Chị bao nhiêu ký cao nhiêu chị ha. Rồi được chưa mấy chị, em qua mẫu giờ mấy chị muốn xem mẫu gì, bộ bông không? Bộ bông hay mẫu gì nữa chị? Bộ xanh đen size 4 thêm áo nữa. Rồi bây giờ bộ xanh đen 4 hết luôn rồi chị Nhàn ơi. Quần là 75 chị Liên Ngọc. Rồi bộ xanh đen size 4 hết mà áo bông đen xanh đen số 4 cũng hết luôn chị. Hết luôn rồi chị Nhàn ơi. Rồi bây giờ em lên bộ bông ha. Bốn mươi lăm ký 1m50. Rồi chị đây, 45kg 1m50 là em lấy chị là bây giờ là áo bông đỏ không có hồng nha, áo bông đâu có hồng đâu, em lấy chị áo bông đỏ đen, đỏ đen cũng còn nữa ta. Đây đó, bữa trước mua 90, bây giờ rồi chốt đơn không được xuống còn 70 xả. À, chốt 70 này thấy chưa. Rồi em lấy chị một áo bông đỏ đen này có ok thì ok giùm em nè. Không có hồng nha chị. À hồng phấn hết rồi bà ơi, nãy em còn trái chốt rồi. Rồi chị lấy hai áo này đi chị.
chị lấy hai áo này với bộ xanh đen là chị phối được luôn. Đây áo đỏ này nè, cái Trinh nha, cái Trinh trả lời nhanh giùm em nha, với lại áo xanh đen này nè, xong thêm bộ xanh đen nữa là chị phối được. Bộ xanh đen hả chị Linh Linh? Bộ xanh, bộ màu xanh đen size 3 lên số giùm em nha. Lấy chị bộ xanh đen size mấy? Linh Linh cho em chiều cao cân nặng để em lấy size chị rồi cho em số điện thoại luôn nha. Bộ nâu 6 với lại dừa dưa cải 6. Chị ơi size số 6. Rồi số 6 thì còn có 3 màu này thôi chị đẹp. Linh Linh ơi bộ xanh đen size mấy? Bộ ra màu đen 5 em hết. Rồi áo đỏ đen 3 hết luôn cả nhà. Rồi Linh Linh mặc số 3 nha. Linh Linh lên số điện thoại giùm em. Chị Thị Bình Bùi, Bùi Bùi Thị Bình, chị ơi size số 6 là em còn được màu ngói, màu tím Huế với lại màu xanh đen. Rồi số 6 còn được 3 màu này thôi chị. Số 6 em còn được 3 màu này thôi nha. Chị chốt được màu nào chị chốt giùm em ha. Rồi số 6 còn có 3 màu thôi. Đỏ đen 3 hết rồi chị Cẩm Hồng. Rồi em lên bộ bông 150 giùm em nha. Bộ bà ba bông 150. Bộ bà ba bông cổ vuông cách tân mấy chị ha. Chấm like hả tim em mấy chị. Linh Linh lên số điện thoại cho em đi. Quần ống rộng, bộ đó là quần ống rộng, là dĩ nhiên đó là quần ống rộng rồi. Rồi Kiết Trinh không trả lời em rồi khỏi chốt luôn nha chị nha. Linh Linh lên số điện thoại mới có đơn nha chị. Rồi một bộ xanh đen số 3 em chốt cho chị Linh Linh. Ủa sao cái số thoại bữa trước chị cho nó khác hoàn toàn với cái số hiện tại chị cho luôn á, là chị Kiệt Trinh ơi. Số bữa trước chị cho số cuối 476 là số của ai, mà bây giờ số cuối chị cho là 477 là số của ai? Bữa trước chị cho số đầu tiên thôi là 0918, bữa nay là 0948. Ba số giữa bữa trước là 330 thì bữa nay là 001, là chị cho cái số nó khác hoàn toàn luôn á. Rồi cho số kiểu vậy rồi biểu sao em chốt đơn. Một cái số bữa trước với cái số hôm nay không có giống nhau cái gì luôn. Rồi lên giùm em bộ bà ba bông cách tân cổ vuông mấy chị ha. 150 giùm em hai bộ miễn ship. Linh Linh ơi gọi điện nghe máy mới đi đơn nha chị. Đồ phía sau em còn nha chị Thu Xuân. Rồi lên bộ em mặc lên cho em bộ bông đỏ. Bộ bông đỏ size 1 cho tới size số 5 giùm em nha. Số đó là của con chị. Rồi số nào của chị? Rồi bây giờ là em lưu cái số mới này lại đúng không? Em khổ tâm ghê. Rồi em chốt cho chị một cái bông đỏ đen size số 1 nè. Một cái bộ xanh đen size số 1 nè. Rồi thêm một áo gì nữa chị. Áo bông là không có, em hết hồng rồi nha. Một bộ xanh đen size số 1. Chấm like cho em mấy chị ơi. Rồi mẫu em mặc mấy chị có xem bông không? Mẫu em mặc 150. Mẫu mặc lên mã bông đỏ giùm em. Rồi bây giờ cái bộ xanh đen này nè, em lấy cho chị cái bông xanh đậm để chị phối luôn với cái quần đó thì chịu không? Không chịu thì không còn bông nào á. Số 1 bây giờ em đưa lên sơ lên chị coi nè. Trời ơi like cho mình chị coi luôn đó. Đã không chốt đơn được rồi. Rồi chốt giá sale nữa chứ, bữa trước chốt 90 ngàn thì không chốt được.
Rồi đây chị số 1 còn mấy bông này nè. Bông xanh coban giùm em nha. Rồi áo này là 90, em sale 70 là cái này áo lẻ. Rồi áo coban là em còn size 1, size 2 với size 5, 1, 2, 3, 5. Bông xanh coban nha. Áo xanh coban em còn size 1, 2, 3, 5, 70k giùm em nè. Rồi bi cam, áo bi cam cho em nha. Áo bi cam em còn 1, 2, 3, 4, 5. Size 6 là em hết luôn nha mấy chị. Rồi áo bi cam cho em. Áo bi cam là em còn 1, 2, 3. Chị không lấy áo xanh không? Em không có hỏi chị, em hỏi chị khác. Rồi áo bi cam là em còn 1, 2, 3, 4, 5. Áo bông xanh đậm là em còn 1, 2, 3, 5. Áo bông xanh đậm size 1, 2, 3, 5. Rồi một cái bi cam 1 cho chị Tuyệt Trinh nè. Bà ba có túi có bán không? Bà ba có túi em không có. Bà ba mà áo có túi em không có nha chị. Chỉ có quần có túi thôi. Rồi cái họa tiết cho em nè. Áo này là trên mã họa tiết. Họa tiết size 1 tới size số 6. Họa tiết cho em nhé tới size số 5. Ủa không, họa tiết giờ còn 1, 2, 3 thôi mấy chị. 1, 2, 3, 4. Rồi họa tiết em còn 1, 2, 3, 4. Họa tiết 1, 2, 3, 4 giùm em nha. Họa tiết 1, 2, 3, 4. Chị ơi chốt cái mã bông giùm em nha. Cái vừa cầm lên, cái vừa bỏ xuống là thường lên dễ lộn lắm ha. Chốt giùm em là cái họa tiết nha. Rồi cái này lên cho em mã bông đỏ đô. Bông đỏ đô em còn được 1, 2, 3. Bông đỏ đô 1, 2, 3 giùm em. Áo bông đỏ đô em còn 1, 2, 3. Rồi lên cho em áo bông đỏ đô size 1, 2, 3 mấy chị. Rồi áo bông lá đỏ cho em nè. Áo bông lá đỏ em còn 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi áo bông lá đỏ em còn 1, 2, 3, 4, 5 nha. Mã bông giùm em chị Linh Linh ơi. Nói vậy không biết cái nào chị. Rồi mã bông lá đỏ là em còn 1, 2, 3, 4, 5. Mã bông xanh ngọc cho em nè. Xanh ngọc em còn 1, 2, 3, 4. Bông xanh ngọc em còn 1, 2, 3, 4. Đỏ đô 3 cho chị Cẩm Hồng. Quần size 4 có chị nha, chị Nhàn ơi. Rồi lên cho em bông xanh ngọc em còn được 1, 2, 3, 4 mã bông xanh ngọc. Đỏ đô 3 chị Cẩm Hồng. Hai quần ống xéo size 5, một trắng một đen cho chị Quang Nguyễn. Chị cao 1m67 đúng không? 1m67 quần dài từ 98 đổ lên được không chị? Quần lẻ yêu cầu dài hơn nữa là em không có nha. Áo họa tiết 4 cho chị Nhàn. Chốt thêm bộ màu ngó đi chị Nhàn ơi. Bộ màu ngói đi chị. Để phối cái áo này vô với bộ màu ngói bao đẹp luôn. Lấy bộ màu ngói 4 đi. Chị lấy quần gì chị? Lấy quần gì mai dặn mấy bạn gọi chút đơn giùm em nha. Mình muốn lấy quần gì mai dặn? Hoa xanh lúc nãy mặc hả? Hoa xanh lúc nãy mặc là cái nào? Xanh này hả chị? Xanh này là xanh đậm. Hoa xanh nãy giờ em đơn là ba cái hoa xanh này. Chị lấy hoa xanh nào? Cái này là xanh đậm nè. Cái này là xanh ngọc cho em nè. Hồi nãy vợ không chịu chốt cái này. Rồi là em lấy chị cái này size số 3 nha. Là chị phối với cái bộ xanh đen của chị là ok luôn đó. Rồi xanh đậm 3. Tại cái bộ màu xanh đen của chị là cái nền xanh đen, là cái nền bông này luôn nè. Chị phối vô đó. Xanh đậm nè. Phối vô. Hồi nãy chị chốt bộ xanh đen đó chị Nhàn. Nó hết, bây giờ chị lấy bộ màu ngói để chị phối với cái áo họa tiết nó đẹp lắm. Nè bộ màu ngói còn được một bộ size số 4. Cái màu quần này với phối lên cái áo này cực đẹp luôn. Nè thấy chưa. Ồ nãy em có phối cho rồi đó. Rồi ok chị Quang Nguyễn. Tức là chị lấy thêm một cái quần đen. Rồi chị lấy thêm một bộ này nữa, mình được miễn ship. Xong về mình mặc thành 4 bộ luôn. Mình mặc được thành cho em thành 4 bộ luôn. Đó. Quần ngói nè. Đây. Chị sẽ mua thêm một cái quần đen nữa. Là cái quần đen chị phối vô cái áo này thành bộ nè. Rồi nguyên cái này mặc thành bộ là 2 bộ nè.
cái áo bông kia mặc với quần đen là ba bộ rồi, cái áo bông mặc với quần này nữa là bốn bộ luôn, mua hai mà được bốn bộ luôn, chưa còn được miễn ship nữa đó. Em giải thích giờ chị thấy nó rõ ràng chưa? Rồi ok chị, mai gọi chốt đơn tổng bill nha chị Linh Linh, mai gọi chốt đơn là sẽ tổng tiền cho mình nha, yên tâm. Rồi hết rồi đó. Rồi cuối cùng chị à, em còn cái bông này nữa nè, chị làm size 2 mới chốt được, siêu đẹp luôn mà nó còn một cái số 2 thôi. Lá cam cho em còn được một cái size số 2 mới chị ha. Rồi chị nào chốt áo lá cam nè, mã lá cam size số 2, lá cam size 2 ship ở đâu cũng có 25 ngàn trên đơn thôi chị Đanh ơi, ship đi đâu cũng vậy, đừng ship nước ngoài cho em là được, ship cả trong nước toàn quốc là chỉ có 25k thôi nha. Rồi lên bộ em mặc được chưa mấy chị ơi? Bộ em mặc 150, chốt lên cho em là mã bộ bông đỏ nha. Rồi lên bộ bông đỏ giùm em. Bộ bông đỏ. Dĩ nhiên 1m67 thì em sẽ ráng đo cho chị quần dài từ 98 đổ lên. Còn mà nếu mà chị đòi là phải chính xác là phải em ơi phải 103 chị mới lấy là em không nhận đơn nha chị Quang Nguyễn nha. Ý em nói vậy, tức là em sẽ đo cho chị quần dài 98 đổ lên, không có ngắn hơn 98 là được. Ok hay chưa? Còn nếu mà chị không ok là em không nhận đơn quần của chị nha. 1m67 là em không có bao cho mấy chị được. Chỉ có khẳng định với mình là sẽ đo cho mình dài được từ 98 đổ lên nha. Ủa chị Cẩm Hồng ơi, cái xanh cô ba là chị lấy size 2 thôi hả? Hồi nãy em thấy chị chốt áo kia size số 3 mà. Bộ trăm, bộ đó 170 cộng 25 ship vô giùm em chị Đăng. Mình mua hàng mà mình không biết cộng tiền giùm em trời. Đã nói ship đồng giá 25 ngàn rồi, đang like mà mấy chị cứ bắt tính tiền sao á. Rồi cô bên hai chốt chị Cẩm Hồng. Mình mua mình biết bộ đồ giá bao nhiêu, mình biết tiền ship bao nhiêu, mình tự cộng được. Mà mấy chị sao cứ bắt em cộng vậy, đang like người ta kêu ngại cộng tiền lắm nha mấy chị nha. Cái nhất cái thứ hai trên TikTok mà biểu cộng tiền tính ra từng ngàn rồi nó bị vi phạm nên không tính được. Rồi bông đỏ số 2 trước chị An Nhiên. Mấy thầy chị thấy trên live người ta hay nói là 50k, 70k hoặc là 100 xu. Người ta ngại nói ra cái số tiền lắm thì nó bị là vi phạm mấy chị biết không? Mà cứ hỏi hoài à. Đã nói là mai gọi chốt đơn sẽ báo biên rồi. Không có miễn ship đơn đâu, của chị là áo đó là áo sale rồi chị Cẩm Hồng, nên là không có miễn ship chị. Cái hàng nào mà không sale thì em mới miễn ship hai bộ. Ví dụ như cái bộ này là 150 hai bộ miễn ship. Còn như cái áo này là giá bình thường bán 90 này, em giảm tới 20 ngàn trên một áo rồi. Này, giống như mình mua một cái là mình được miễn ship rồi chị. Đó. Ha. Nha. Cái này mình mua một cái mình được giảm 20 ngàn, mình mua 5 cái mình giảm tới 100 ngàn, mình có trả 25 ngàn ship mình vẫn lời được 75 ngàn. Đó, nên là hàng sale rồi là không miễn ship. Còn bộ này em không sale thì hai bộ em miễn ship nha. Rồi lên bộ bông đỏ giùm em. Bông đỏ em còn được 1, 2, 3, 4, 5. Lên mã bông đỏ giùm em nha. Rồi lên trên mã bông lập thể. Bà ba xanh đen là 170 chị Hồng Nu. Bộ nút thắt hết luôn rồi chị Hồng Nu ơi. Bộ nút thắt hết luôn rồi chị. Còn mấy bộ hồi trưa em sale 100 ngàn là như còn được 5 6 bộ gì.
Rồi lên cho em màu mã bông lập thể đi mấy chị ha. Mã bông lập thể em còn được size 1, 2, 3, 4. Phí ship đồng giá 25.000 cho một đơn. Ở đâu cũng vậy nha mấy chị. Còn đơn nào mà mua hàng không sale hai bộ đổ lên là em miễn ship luôn nha. Một bộ thì ship 25.000 nè. Rồi lên cho em mã bông lập thể. Lập thể em còn size người ta ship 30, 35 không đó mấy bà ơi. Ship cho 25 mà cứ hỏi tới hỏi lui hoài. Giờ mấy chị đi mua hàng trực tiếp, mấy chị cũng đổ xăng xe, mấy chị chạy đi chứ ai đem đồ tới nhà cho mình ngồi đó mà cứ không chịu tiền ship. Ok chị Cẩm Hồng nha. Rồi bộ em mặc lên mã lập thể em còn được 1, 2, 3, 4. Bộ bông lập thể còn size 1, 2, 3, 4 ha. Trời chốt bông lập thể lên bông lập thể cho em nha. Size 1, 2, 3, 4. Lập thể 1, 2, 3, 4 lên cho em mã lá nâu. Lá nâu em còn được size số 2 và size số 4 mấy chị ha. Sẫm hả chị Cô Tư miền Tây, sẫm em đăng đủ màu ở trong video ở trong đó luôn, chị vô chị coi đi thích màu gì nhắn tin qua cho em nha. Rồi lên cho em mã lá nâu em còn được 2 với 4 mấy chị. Bộ bông lá nâu size 2 size 4 cho em ha. Bộ bông lá nâu em còn được 2 với 4. Xích nâu sau lưng là cái nào chị Mỹ Huyền? Cái này là bộ ba ba thiêu lai đó chị, mới lai xong luôn á. Mà cái bộ đó số 6 hết rồi nha. Bộ đó số 6 em hết. Rồi lên cho em mã bông lá nâu. Bộ đang mặc lên mã lá nâu cho em nha. Rồi lá nâu em còn được size số 2 và size số 4. Chốt cho em mã bông lá nâu size 2, size 4. Lá nâu 2, 4 giùm em với chị ha. Bộ đó là bộ bà ba thiêu hoa Việt Lai màu cà phê á chị. Rồi lên mã nhí vàng giùm em luôn. Chốt mã bông nhí vàng. Nhí vàng đủ size cho em từ 1 tới 6 nha. Lên mã bông nhí vàng cho em mấy chị. Hồi chưa không thấy em like hả? Có mà. Hồi chưa em có like mà. Rồi lên cho em mã nhí vàng mấy chị ơi. Lấy chị size 4. Size 4 mẫu gì vậy chị Nguyễn Ngoan? Rồi lên cho em bộ bông nhí vàng nha mấy chị nha. Nhí vàng size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhí vàng đủ size cho em nha. Bộ em đang mặc là quần ống rộng xéo nha. Rồi cho em mã nhí vàng. Size 4 mã bông gì hay là mã gì vậy chị Nguyễn Quang ơi? Rồi chốt cho em mã bông nhí vàng mấy chị. Bộ này là mã lá nâu nha chị Nguyễn Hoang, chốt lên thì em là lá nâu size 4, nếu đúng bộ này thì bấm cho em là mã lá nâu. Rồi lá nâu em còn được size số 2 với size số 4. Đúng bộ này bấm mã lá nâu giùm em nha. Đây lá nâu. Rồi chốt lên cho em mã lá nâu em còn được 2 với 4. Bộ em mặc lên em mã nhí vàng. Nhí vàng đủ size 1, 2, 3, 4, 5. Rồi em lên cho mấy chị cái mã màu. Mã màu siêu đẹp luôn đó là còn được size số 1 với size số 2 thôi. Phải lá nâu không chị Nguyễn Ngoan? Phải thì bấm giùm em là lá nâu nha. Chứ bấm vậy là em không biết chính xác là mã gì mà lấy luôn á. Rồi mã màu giùm em còn được 1 với 2 mấy chị. 1, 2, 3. Mã màu em còn 1, 2, 3 nha. Rồi lên mã màu cho em size 1, 2, 3. Lá nâu để em coi thử là chị Nguyễn Hoang có chốt đúng không để nha. Tại lá nâu 4 em còn có một bộ à. Nếu mà không phải thì em mới chốt qua cho chị nha, lô xanh nha. À.
đáo nhân vốn đo cái nguồn kỹ đúng không? Xanh có luôn nha. Trời ơi, cái thức mấy bà để ngoài kia rồi. Dài lắm chị. Quần này dài hơn trăm, dài hơn cái quần em đang mặc luôn. Nè, quần em đang mặc mà còn đây, cái quần này nó phủ đắp luôn nè. Rồi bộ này ok rồi chị Nguyễn Hoa, bộ này dài lắm. Rồi lá nâu 4 chị Nguyễn Hoan. Lá nâu 4 em chốt chị Lô Xanh. Bộ em mặc lên mã màu cho em nha. Màu em còn được 1 với 2. Màu xoay 1 hay 2 nha chị. Áo hồng đợi em tí nha, đợi em xong mẫu này em lên mã áo hồng quần đen cho. Rồi mã màu em còn được 1 với 2 mấy chị ha. Lên cho em mã hồng nè. Bộ này là mã màu size 1 size 2. Rồi mã hồng là em còn 1 2 3 4 nha. Bộ hồng size 1 2 3 4 giùm em. Cho em bộ hồng size 1 2 3 4. Rồi bộ hồng size 1 2 3 4 mấy chị. Hồng size 1 2 3 4 cho em nha. Rồi cho em mã hồng size 1234. Rồi bộ hồng giùm em size 1234 cho em mã hồng. Hồng size 1234 mấy chị nha. Rồi lên mã hồng giùm em. Hồng size 1234, em lên hai bông nữa qua mẫu. Rồi lên cho em mã lá đỏ. Bộ em mặc lên trên mã hồng. Út ơi, 150 một bộ chị. Số 1 chị bao nhiêu ký, cao nhiêu chị lên giùm em nha. Lên cho em cái chiều cao cân nặng coi số 1 mặc vừa không nha chị. Rồi bộ này lên giùm em mã lá đỏ. Hồng 5 hết chị Nga Lê. Bộ hồng em còn size từ 1 tới 4 thôi. Rồi lên mã lá đỏ giùm em nè. Bộ hồng nào chị Phương Lan ơi, bộ em đang mặc là 150. Còn bộ trên canh áo hồng quần đen là áo 95 quần 75 giùm em nha. Rồi hồng 4 là chị chốt bộ cái mã hoa đúng không chị? Mã hồng em mới mặc đúng không? Rồi bộ này lấy em mã lá đỏ. Bộ hồng cổ vuông đúng không chị Phương Lan? Rồi hồng 4 em chốt chị Phương Lan nè. Hồng 4. Bộ em mặc lên mã lá đỏ giùm em. Hồng 4 em chốt chị Nga Lê. Rồi ok chị Phương Lan nha. Rồi hồng 4 là chị Nga Lê. Rồi bộ em mặc lên mã lá đỏ giùm em mấy chị. Size 1, 2, 3, 4, 5. Size 1, 2, 3, 4, 5, 6 luôn. Rồi lá đỏ em còn đủ size. Rồi em lên bông nữa em qua mẫu. Chốt lên cho em mã lá xanh. Lá xanh em còn size 1, 2, 3, 4. Rồi chốt lá xanh lên lá xanh giùm em ha. Lá xanh size 1, 2, 3, 4. Lên mã lá xanh mấy chị ơi, size 1, 2, 3, 4 nha. Rồi mã lá xanh cho em size 1 cho tới size 4 mấy chị. Cho em mã lá xanh size 1234. Mã lá xanh size 1234 giùm em nha. Trời cái bông này lên đẹp quá. Lá xanh mấy chị ơi. Size 1234 mã lá xanh. Rồi em hết bông em qua mẫu nha. Em lên cho mấy chị lá xanh 4 cho chị Nga Lê.
Em lên cái mẫu áo hồng quần đen quần trắng nè. Bộ em đang mặc 150 nha chị Dung Dương ơi. Lá xanh chị Phúc Nguyễn size 2. Chị Phúc Nguyễn cho em cái chiều cao cân nặng lên coi thử một số 2 vừa không nha chị. Đẹp, cảm ơn chị Mai Lê. Phúc Nguyễn ơi, size 2 mẫu này cho mình là 46 tới 52 kg thôi, chị bao nhiêu ký ha? Rồi chị nào chốt lá xanh lên lá xanh cho em nha. Phúc Nguyễn ơi, lên chiều cao cân nặng giùm em đi chị, tại vì chị khách mới á. Rồi lá xanh 4. 56 ký thấy chưa? 56 ký là chốt số 2 là mặc dù chị cao như chị ha. Chị ơi 56 ký cho em cái chiều cao đi chị. Phúc Nguyễn. À cao 1m65 rồi, ok chị nha. Lá xanh 2 cho chị Phúc Nguyễn. Trời ơi bộ này dài được 102 luôn nè chị. Rồi lá xanh 4 cho chị Nguyễn Nguyên. Em mặc cái quần luôn. Lá xanh 2 thì 1m65 đó không chị? 1m65 em phải đo thôi, cái quần nó ngắn mất công lắm. Lá xanh 4 cho chị Nga Lê. Lá xanh 4 em chốt chị Phương Lan. Chị ơi chị mặc size số 5 nha. Mà chị chốt hàng xin số điện thoại hôm qua, chốt hàng mà xin số điện thoại chị đâu có cho đâu chị Kim Nguyên. Trời ơi bộ số 2 mà quần nó dài 103 luôn nè. Rồi cái này của chị Phúc Nguyễn. Lá xanh 4 em chốt chị Phương Lan. Rồi em hết lá xanh 4 luôn, lá xanh giờ em còn được 1, 2, 3 thôi đó chị ha. Bông lá xanh em còn size 1, 2, 3. Thôi hồi của em chưa mặc dâu luôn hả? Mà thích mua hoài. Ok chị Mỹ Hoang nha. Rồi qua áo áo màu lẻ đi mấy chị. Lên áo màu lẻ giùm em nè, áo áo ngoài sau á. Rồi áo này là áo hoa ép nha mấy chị ha. Nó không phải là thiêu, cũng không phải đính đá đâu nha. Ép bằng nhiệt rất là đẹp luôn. Hoa này hình như là hoa tulip. Rồi áo này là 95k một áo giùm em nha. Rồi em có cho mình màu đỏ đô. Đỏ đô em còn size cho mình từ 1 tới 6 nha chị. Rồi lên em áo đỏ đô size 1 tới size 6 giùm em. Mẫu này nè chị Phương Lan. Đồ bên em đẹp, cảm ơn chị Nguyễn Hoan nha. 60 kg cao nhiêu chị Lương Phạm? Một bộ xanh số 1 là bộ xanh nào? Bông lá xanh đó hả chị Thu ơi? Bộ này thì chốt thì em là mã bông lá xanh nha chị. Size số 1 46 kg đổ lại cho em thôi nha chị, bao nhiêu ký? Chị Lương Phạm cho em cái chiều cao 48 kg cao bao nhiêu chị ơi, lên cái chiều cao giùm em nha. 48 kg chị phải cao được cho em 1m58 đổ lên chị mới mặc được số 1 được. Là cái bộ bông này nè. 60 kg 1m50 mặc số 4 giùm em chị Lương Phạm nha. Rồi áo em mặc lên cho em áo đỏ đô size 1 cho tới size số 6 cho em. Áo đỏ đô kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6.
áo đỏ đô size 1 tới size 6 nha. Rồi lên cho em áo trắng. Áo trắng giờ là em còn được size 2, 4, 5, 6. Áo trắng size 2, 4, 5, 6 giùm em. Cho em áo trắng size 2, 4, 5, 6. Rồi áo trắng size 2, 4, 5, 6 nha chị ha. Chốt áo trắng là áo trắng cho em nha. Áo trắng size 2, 4, 5, 6. Đây áo trắng mét 57 mặt số 3 nha chị. Rồi áo trắng em còn 2, 4, 5, 6. Tím Huế giùm em luôn. Áo tím Huế đủ size cho em từ 1 tới 6. À em mới nhận 370 là của chị Bình hả? Ok chị Bình nha. Lên em áo tím Huế mấy chị. Size 1 cho tới size 6 giùm em mã tím Huế. Tím Huế kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho em mã tím Huế mấy chị ha. Rồi tím Huế size 1 tới size số 6 cho em nha. Tím Huế kèm size cho em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tím Huế mẫu em mặc có 10 màu chị. Rồi cái màu hồng trên canh nè. Lên cho em là màu hồng dâu. Hồng dâu em còn được 2, 3, 4, 5, 6. Hồng dâu size 2, 3, 4, 5, 6 giùm em nha. Lên em mã hồng dâu. Size 2, 3, 4, 5, 6 mã hồng dâu mấy chị ơi. Rồi lên nhà em màu hồng dâu. Chị Trang hình chốt gì chị? Rồi hồng dâu mấy chị. Hồng dâu size 2, 3, 4, 5, 6. Rồi lên cho em mã hồng dâu. Chị lấy áo đỏ quần trắng. Size 5 hết rồi hả? Trời ơi, bà nhớ luôn trời. Đúng rồi, size 5 hết rồi. Em đọc xuống cái miệng em á. Ghê bệnh thư thiệt chứ. Nhớ dài ghê luôn á. Hồng dâu ha chị Trang Huỳnh. Hồng dâu 5 em chốt cho chị Trang Huỳnh. Cái này á chị. Dạ 95. Rồi chị Lương Phạm lên số điện thoại giùm em có đơn chị nha. Hồng dâu 5 em chốt cho chị Trang Huỳnh. Lương Phạm ơi, Lương Phạm cho em cái A cộng kèm số nha. Rồi lên cho em màu riêu. Xanh riêu, xanh riêu. Xanh riêu cho em size 1 tới size số 6 mấy chị nha. Xanh riêu kèm size cho em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lên em mã xanh riêu. Rồi xanh riêu size 1 tới size 6 mấy chị. Xanh riêu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bây giờ em mới nhớ. Chị nói là giờ em mới nhớ. Chị Lân Phạm ơi, có chốt hàng thì lên số đi chị. Rồi xanh riêu xe 1 tới xe 6 giùm em nha. Lên cho em đèn màu măng cục nè. Măng cục đủ size cho em từ 1 tới 6. Rồi chốt mã măng cục mấy chị ha. Măng cục 1, 2, 3, 4, 5, 6 giùm em. Cho em màu măng cục. Áo đang mặc là 95k một áo mấy chị. Rồi măng cục với mấy chị. Size 1 cho tới size số 6. Rồi lên màu măng cục giùm em nha. Màu măng cục mấy chị ơi. Rồi lên tiếp cho em màu hồng cánh sen. Hồi nãy là hồng dâu. Tím Huế 5 hết rồi chị Trang Huỳnh. Em đọc lộn quá chị. Em chốt cho chị được là trắng 5. Trắng 5 nha. Hết Tím Huế 5 rồi. Chị lấy màu riêu đi chị. Màu riêu đẹp á. 75kg mặc cho em size số 6 nha chị Hương Sen. 75kg mặc size 6 cho em. Rồi lên em màu hồng cánh sen với chị. Chị Lương Phạm là một áo đỏ size số 3 với lại một quần trắng nè. Rồi em chốt chị Lương Phạm nha. Có quần trắng không? Người ta đang mặc quần trắng thì bảo hỏi có quần trắng không nữa. Có chị ơi, có nha. Rồi số 3 nằm đâu ta? Ở đây. Rồi nè, một áo đỏ, một quần trắng cho chị Lương Phạm. Hồng sen 5 em chốt chị Trang Huỳnh. Rồi hồng sen 5 cho chị Trang Huỳnh nè. Rồi là em hết hồng sen 5 luôn á. Áo treo màu hồng là hồng dâu.
hồng dâu thôi, còn hồng này hồng cánh sen, hồng dâu nó nhạt hơn nha. Đây hồng dâu nè, đó là áo treo á, còn cái này là hồng cánh sen. Rồi giờ em lên hồng cánh sen, màu em mặc là màu măng cục. Rồi màu hồng cánh sen em còn được 2, 3, 4, 6, hết size 1 với size 5. Hồng cánh sen size 2, 3, 4, 6 giùm em nha. Áo trắng quần đen. Rồi chị Thu Sang cho em số đi, chị Thu Sang lên số thoại cho em thôi. Lên cho em màu hồng cánh sen đi mấy chị. Tím Huế 4, tím Huế 4 em chốt chị Liên Nguyễn. Thu Sang cho em số đi chị Thu Sang. Rồi hồng cánh sen em còn được 2, 3, 4, 2, 3, 4, 6. Em gửi xuống về nhà chị được không? Là sao chị Lương Phạm? Gửi xuống về nhà chị được không là sao, em không hiểu. Chị ở đâu thì chị cho địa chỉ ở đó là em gửi tới đó chị. Chị muốn nhận hàng ở địa chỉ nào thì cho em địa chỉ ở chỗ đó là em sẽ gửi tới nha. Quan trọng là có người nhận hàng hay không thôi. Một áo hồng cánh sen với một quần đen. Hồng cánh sen 4 em chốt chị Nguyễn Hoan. Rồi một cái áo trắng quần đen size 6 em chốt chị Thu Sang nha. Áo trắng quần đen size 6 cho chị Thu Sang nè. Mình ở tỉnh nào vậy chị Lương Phạm? Có áo đen nha. Rồi em lên áo đen luôn. Rồi áo đen giùm em. Áo đen em còn 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6. Hết 4, 5 mấy chị. Rồi áo đen size 1, 2, 3, 6 giùm em. Màu hồng cánh sen, chị Huệ Nguyễn cho em cái chiều cao cân nặng để em lấy size nha. Rồi áo đen mấy chị ơi. Áo đen kèm size, áo đen em còn được 1, 2, 3, đã coi 4 còn. Còn 4 nè. Rồi áo đen em còn 1, 2, 3, 4, 6. Áo đen em còn 1, 2, 3, 4, 6 mấy chị. Chốt áo đen chị nào thích nguyên bộ đen thì lấy quần đen. Áo đen còn 1, 2, 3, 4, 6. Chị bao nhiêu ký cao như chị Hận Nguyễn ơi, khách mới lên chiều cao cân nặng trên đây dùm em nha. Size 6 70, 75 ký nha chị Hồng Lê. Rồi đen 6 em chốt cho chị Hồng Lê. Chị bao nhiêu ký cao nhiêu vậy chị Hiền Trân, lên chiều cao cân nặng giùm em coi nữ mẫu này chị mặc size mấy. Chị Hạnh miền Tây ơi, cái comment đặt hàng của chị vẫn còn luôn á. Lúc đầu là chị chốt cái màu trắng, sau đó chị kêu là đổi cho chị cái màu trắng lấy qua cái màu đen, thầm men đặt hàng còn luôn á chị. Ủa mét 53, 67 kg là mặc số 5 thôi chị Hồng Lê, số 6 hơi bự á nha chị nha, số 6 bự lắm. Vậy em xả ra nha, số 5 em hết màu đen rồi. Ủa số 5 màu này màu gì? Ờ số 5 hết màu đen rồi. Dạ anh miền Tây ơi, chị coi lại nha, chị chốt chứ không phải là em chốt sai đâu. Chút đầu là chị nhớ không? Lúc đầu chị chốt cái áo trắng, sau đó chị kêu là đổi cái trắng lấy cái đen. Mặc số 5 nha chị Huyền Trân, số 4 không vừa chị. Rồi đen 1 em chốt cho chị Thúy Đỗ. Đen 1 cho chị Thúy Đỗ. 53 kg cao nhiêu chị Thùy Trang ơi, Sóc Trăng 3 ngày hàng tới nha. Vậy sao bữa chị lại chốt sai số 2? Tự chị chốt mà.
đã mặc số 3 rồi thì chốt số 3, tự nhiên chị chốt xuống số 2 chơi đi. Bây giờ đổi là chị phải chịu tiền ship cho em nha. Rồi chị thì trang mặc cho em size số 2 vừa chị, áo đen số 2 em còn nè, còn được một cái. Áo đen số 2 còn được một cái là chị nào chốt áo đen. Đây thích quần đen thì mặc cái quần đen cho em. Có màu vàng số 5 chị Huyền Trân. Rồi áo đen giờ em đọc lại, em còn size 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 6. Rồi áo đen em còn 1, 2, 3, 4, 6 nha. Rồi một áo hồng cánh sen số 3 em chốt cho chị Huệ Nguyễn. Rồi bây giờ em chốt lại cho chị Hạnh miền Tây là cái áo đen size số 3 chị nha. Chị tiền ship cho em nha, thấy khổ tâm chưa. Bình thường mặc số 3 tự nhiên đổi qua lấy số 2 chi gì em biết nha. Có tím chị, tím Huế nè. Rồi màu vàng nè chị Huyền Trân. Rồi chị nào chốt áo vàng cho em nha. Màu vàng chanh rất là đẹp luôn. Vàng em còn được size 2, 3, 4, 5, 6. Đen size 1 cả quần. Rồi đen size 1 cả quần em chốt chị Thúy Đỗ. Rồi là em hết đen 1 nha. Là đen bây giờ em còn được 2, 3, 4, 6. Rồi một áo vàng 5 em chốt chị Huyền Trân. Đen đang mặc là em còn được 2, 3, 4, 6. Chị Ngọc lấy size mấy lên tới size dùm em. Bộ sen nào vậy chị Hồng Thắm? Rồi áo vàng ha, áo vàng em còn được 2, 3, 4, 5, 6 mấy chị. Chốt áo vàng là áo vàng giùm em. Áo vàng đen 2 cho chị Anh Thư. Đen 2 trước chị Anh Thư. Ừ áo vàng hết size số 1 rồi chị Thư Cúc. Rồi đen chị lấy size mấy vậy chị Hồng Thắm ơi, chị lấy size mấy? Tím em có áo tím Huế nè chị. Chị Huyền Trân còn màu xanh biển này đẹp lắm nè. Chị lấy xanh biển giờ chị phối với quần đen cũng rất đẹp nè. Rồi tím Huế em còn được 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6. Áo tím Huế em còn size 1, 2, 3, 6. Áo tím Huế em còn 1, 2, 3, 6 nha. Rồi chị Ngọc mặc số 2 mà em hết số 2 rồi chị. Đen 4 em chốt chị Lô Xuân. Rồi áo đen giờ em còn một cái số 3 nữa là hết luôn mã đen. Cái số 3 với cái số 6. Áo đen còn cái số 3, cái số 6 hả? Áo vàng 3 em chốt cho chị Huệ Nguyễn. Áo đen em chốt cho chị Lô Xanh rồi. Rồi vàng 3 em chốt cho chị Huệ Nguyễn. Tiếng Huế 2 chốt cho chị Âm Thư. Tiếng Huế 2 cho Âm Thư. Áo đen số 3 chốt cho chị Hoàng Thắm. Mẫu em đang mặc là áo 95 quần 75 đó chị. Rồi mã đen giờ em còn một cái số 6 nữa là hết luôn nha. Cho chị Hoàng Thắm. Áo 95 nha chị. Bộ xám liền đen, bộ đó 180. Bộ đó 180 rồi, còn màu này nữa là hết nè. Đây em màu xanh biển. Xanh biển em còn được size 23. Size 23, 4, 5, 6. Rồi xanh biển em còn 23, 4, 5, 6 nha chị ha. Áo 95 nha chị Huyền Trân.
Rồi xanh biển xoay 2, 3, 4, 5, 6 dùm em. Chế mã xanh biển xoay 2, 3, 4, 5, 6. Rồi đen 6 chốt chị Mỹ Huyền. Ok chị, rồi em hết mã đen nha. Xanh biển nè chị Huyền Trân ơi, mặc lên với quần đen đẹp lắm. Những cái mà tông màu mà nhạt nhạt, ví dụ như hồng dâu nè, hồng phấn nè, xanh biển nè, rồi vàng nhạt nè, là mấy chị lên với quần đen cho em là bao đẹp. Cái tông màu nhạt lên với quần màu tối nó đẹp với chị. Còn cái áo màu đậm với chị lên với quần màu trắng nó rất là sang nha. Chị Linh Diệu mặc số 2 chị ơi, Linh Diệu mặc số 2. Một quần đen xé số 3 chị Hồng Thắm. Áo 95 quần 75 giùm em nha. Rồi xanh biển 5 em chốt cho chị Huyền Trân. Không chị, hiện tại là áo trơn em không có lên nổi trơn nữa. Áo đen hết rồi chị Ngọc Châu. Áo đen em hết. Xanh biển 4 cho chị Nguyễn Hoan nha. Biển 4 cho chị Nguyễn Hoan. Không chị Sang Phú ơi, không có vừa chị. 60kg chị phải cao được cho em 1m57, 1m58 chị mới vừa. Hai bộ số 3 em xả ra đây nè. Không vừa chị ơi. Tại vì hàng sale rồi mà tới mà chưa chọc cho chị đổi là em không có đổi nha. Tại vì bộ này 150 em sale có 100 mà. Nè hai bộ số 3 của chị nè, chị nào có chốt thì chốt nữa chị. Hai bộ này. Rồi 1m62 quần thì thoải mái đi chị Linh Diệu, 1m7 người ta còn mặc được đó nha. Đây là chị Nguyễn Hoan là 1m7 vẫn mặc được. Mét 62 là không chi nghe gì đâu chị ơi. Chị nào cao trên 1m65 thì mới lưu ý giùm em, chứ còn 1m62, 63 rồi đổi lại là quần mặc ok hết. Rồi gửi không cần gọi cho chị Lô Xuân. 100 một bộ nha chị Tí Bánh, chứ không phải hai bộ 100 nha người đẹp. Chị ơi Sang Phú ơi, là nếu mà nó chặt thì sao chị? Nếu mà nó chặt chị có nhận hàng cho em không? Không là em chốt ưu tiên qua, em chốt cho khách quen. Tại vì chắc chắn chị mặc nó sẽ bị chặt. Một bộ 100. Cái này của chị Sang Phú chốt vào sáng rồi, nhưng mà em sợ không vừa nên em không có lấy đó chị. Chứ không phải là còn đâu nha, để coi Sang Phú đâu rồi. Ôm nhưng mà nó phải mặc vừa chứ, ôm mà nó chặt làm sao chị mặc. Rồi lỡ tới chị thử thôi, chị chặt vậy không nhận hàng em sao. Cao quá trời ơi, bà Sang bớt cho em hình như ta 5 phân cho em được 1m6, em có 1m55 à. Bộ xám miền đen size số 2 chị Linh Diệu. Rồi Linh Diệu cho em số điện thoại đi Linh Diệu. Rồi hai bộ này em chốt chị Tí Bánh. Sang Phú ơi, chị mặc số 4 mới vừa chị nha. Số 3 đảm bảo chị không vừa, mất công tới thì chị không nhận hàng em nữa, khổ tâm em lắm. Khi nào có số 4 hãy chốt đi chị. Mẫu nào chị Liên Ngọc, mẫu nào có ống rộng không? Mẫu bộ em xe 100 nó là ống rộng á. Rồi bộ xám miền đen xe 2 là em chốt cho chị Linh Diệu. Xám miền đen xe số 2. Cái màu, cái bộ này là sẫm váy màu xanh lam á nha chị Linh Diệu nha. Sẫm váy màu xanh lam là cái quần như cái váy á. Cái quần như cái váy vậy chị nha. À, mẫu em đang mặc là quần lẻ mà chị, quần lẻ chị muốn lấy ống gì cũng có, ống rộng có, ống váy cũng có. Rồi áo đen em mặc hết rồi mấy chị. Cảm ơn chị Lô Xanh nha. Tại vì em sợ mấy chị cứ kêu lấy đi lấy đi lấy đi, rồi tới chị nhận hàng tới thử vô chặt nít không mặc vừa em cho chị trả lại nha.
nên là em đã nói chật rồi mà mấy chị cứ chốt hết. Xanh biển đây chị, xanh biển em coi được 2345, 2345, 2346 này, áo xanh biển. Rồi xanh biển là em còn 2346. Một bộ và ba đen. Chị ơi, bộ và ba đen mẫu em mặc hết rồi chị. Em còn cái mẫu này 170 thì chị ok thì em chốt nè, ký liệu. Đâu, đây bộ này. Ồ, em chốt qua cho người ta mất rồi chị Sang Phú ơi, không vừa đâu chị. Khi nào có số 4 hả chốt? Thí liễu ơi, em chốt với chị bộ này được không? Bộ em mặc cái kiểu này nó hết màu đen rồi. Bộ này 170 nè, thiêu hoa viền lai nè, em còn một bộ đen size số 3. Đó. Quần ống váy 85 ngàn quần chị. Đây nha. Chị có chịu thì ok giùm em rồi em chốt chị bộ này. Còn bộ đỏ tươi chị có lấy luôn không chị? Em còn bộ đỏ tươi size số 3. Nè còn bộ đen mỏng này nè chị Thí Liễu. Chịu thì chốt nha chị, còn cái đen mỏng như em mặc áo xanh đó hết. Chị ơi, cái em chốt chị là em chốt bộ này nè chị. Mà cái nào này mà mấy chị nhìn ở trong đó là không đúng màu đâu nha. Trong đó nó khuất, nó khuất ông cái ánh đèn đó, nó tối chứ cái màu này nó như là màu này nè. Là em chốt chị bộ này, nó có một bộ một, có một màu một, không phải hai màu đâu nha. Chị Thí Liễu ơi, em giao cho chị cái bộ mẫu như em đang mặc trên người này nè, chị chịu không? Chịu thì chị ok đi rồi em chốt nha. Đây nha Linh Diệu ơi, em chốt chị là bộ này nha. Em khổ tâm quá mà. Đây nhờ em sợ, em bung ra cho chị coi luôn để mất công chị không tin tưởng em nữa. Đây, bộ chốt cho chị nè. Em mặc là nguyên bộ chứ không phải áo lẻ. Đây chị nha, nhìn giùm em nè, đó. Cùng một bộ thôi nha. Bộ này là em chốt cho chị nè. Nhưng mà cái này lúc mà nó nằm trong đây thì nè, em để vậy thôi chị thấy hai màu khác nhau hay chưa? Đó, để vậy là thấy hai màu khác nhau rồi. Nó do ánh đèn đó nha chị. Trời ơi chị Thí Liễu ơi, em hỏi chị là cái bộ đang mặc chị có ok không mà chị cứ bấm giao cho em bộ đen số 3 hoài à. Chị có ok cái mẫu em mặc thì em mới dám chốt nha. Tại vì hồi nãy chị thấy em mặc bộ đen là mẫu khác, mà mẫu đó hết rồi. Em mới mặc lại mẫu này cho chị coi, hỏi chị có ok không mà chị cứ không ok mà chị cứ nói hoài cái câu đó à. Giống như bà cài tự động vậy á. À rồi ok đúng không? Đó em hỏi chị có nhiêu đó thôi mà chị không ok cho em gì hết. Làm chốt chị bộ đang mặc nha. Rồi bông thiêu. Rồi bộ em đang mặc là 170 nha chị. Rồi đỏ tươi 3, còn bộ này em lấy chị tí bánh nè. Thanh biển 4 chị Trần Thấm có rồi á. Em chốt chị rồi á chị. Biển 4 em chốt chị rồi nha. Đó, bị ế đỏ tươi ba quá trời luôn. Đỏ tươi ba còn tới 5 bộ luôn á. Đỏ tươi em còn được 2, 3, 5, 6 bộ đỏ tươi đó chị ha. Bộ này nè em xem 100 nè. Chị nào vớt giùm em cái mấy chị. Đâu ta? Đây. Bộ này nè. Đó, bộ này 150 em sale 100, còn đúng màu này thôi mấy chị, màu đỏ. Màu đỏ lấy đi để có dịp nào mặc mấy chị. Bà ba số 3 100 em còn mỗi màu đỏ thôi nè chị. Đây à, chốt không?
Rồi bộ đỏ này em sale 100 này, em còn được size số 2356. Quần ống rộng cho em nha. Rồi em mặc bộ này nữa em nghỉ thôi mấy chị ha. Xuống like nha, hẹn mấy chị trưa mai. Bộ này chị Lạc Huệ, chị Lạc Huệ nhận hàng của em chưa? Chúc Linh ơi, chị mặc cho em size số 4. Bộ đen chị Lê Nhung lấy size bao nhiêu ký, cao nhiêu chị? Rồi em chốt chị Lạc Huệ bộ đỏ nha. Bộ đỏ 3. Rồi đỏ em đang mặc em chị đỏ tươi luôn. Em còn được 2356 xe 100 nha. Đỏ tươi size 2356. Dặn rồi bữa trước soạn để thiếu cái áo trắng cho chị rồi chị Lạc Huệ. Chị có lấy lại áo trắng không? Rồi một bộ đen size 4 chị Lê Nhung. Lê Nhung ơi, là em lấy chị bộ này 170. Ok thì lên số điện thoại giùm em nha. Một bộ đen size số 4 thiêu hoa viền lai cho chị Lê Nhung. Nè, bộ này. Ok thì lên số điện thoại em chốt luôn nha chị. Áo đen quần đen. Áo đen quần đen nha. Đây. Rồi Lê Nhung. Rồi ok chị Lê Nhung. Em lấy lại cho chị áo trắng size 2 nha. Bữa trước chốt bị sót. Lấy ra rồi mà sao mấy đứa xếp vô đó không xếp vô thì không biết. Nè còn cái áo trắng số 2 nè, em chốt chị Lạc Huệ. Em chào chị Nguyễn Thảo. Bộ em mặc sale 100 mấy chị ơi. Đỏ còn được 2356. Rồi em tạm nghỉ ha, hẹn mấy chị trưa mai nha mọi người. Cảm ơn mấy chị mình nhiều ha. Rồi chúc mấy chị ngủ ngon nha. Em nhớ còn bộ hồng cánh sen nữa sao á. Để xem coi coi chỗ còn. Hồng cánh sen xem thứ ba. Ôi hết rồi. Rồi cảm ơn mấy chị mình nha. Bye bye mấy chị.